nghe những lời thành thật của doggo seo khiến mồ hôi lạnh tuôn đầm đìa trên mặt ryu yong anh ta nuốt khan khuyên nhủ cô ấy trên đời này không có gì quý hơn mạng sống cả nên hãy đi đường vòng đi tuy nhiên doggo seo một khi đã quyết định thì rất kiên trì cô ấy liếc nhìn ryu yong bằng ánh mắt sắc bén nếu chúng ta thành công chúng ta có thể cứu nhiều mạng sống hơn đúng không khoảnh khắc đó ryu yong mở to hai mắt đầy kinh ngạc vừa xúc động vì chủ nghĩa anh hùng không vị kỷ của doggo seo lại vừa không ngờ được sẽ có ngày gặp một người miệng lưỡi sắc bén như cô ấy. Đốc Gâu cúi đầu nhìn xuống vách đá dựng đứng và tỏ ra bình thản hết sức có thể, chỉ là xác suất nguy hiểm tăng lên thôi mà. Đó là một lý do tốt đủ để chúng ta thử đấy chứ. Đốc Gâu Seo lại liếc nhìn Ryu Ông dò đoán suy nghĩ của anh ta. Cho dù cô ấy có quyết đoán đến đâu cũng không thể tự ý lôi Ryu Ông vào chỗ chết theo mình được. Cô ấy cẩn thận hỏi lại Ryu Ông, ngươi có thể tin ta chứ? Ri Ui ông hoang mang liếc nhìn Doc Go Seo với ánh mắt khó hiểu, ý cô là gì? Doc Go Seo liền quay đầu nhìn anh ấy bằng ánh mắt tràn đầy tự tin, thực ra ta ưa thích kỹ thuật cơ động hơn là kiếm thuật đấy. Ri Ui ông nở nụ cười gượng gạo với sắc mặt xám xịt, thế có nghĩa là chúng ta có khả năng sống sót cao hơn hả? Lúc này trong lòng anh ta đang có sự đấu tranh gay gắt giữa nỗi sợ và tinh thần chính nghĩa. Doc Go Seo mỉm cười dịu dàng khích lệ tinh thần Ri Ui ông, theo một khía cạnh nào đó thì là vậy khoảnh khắc nhìn thấy nụ cười ngọt ngào của mỹ nhân, Ryu cuối cùng đã chọn cách tin tưởng cô ấy. Anh ta vòng tay qua cổ Doc gâu bám chặt. Được rồi, từ giờ mạng sống của ta thuộc về cô đấy. Doc gâu nghe vậy càng trở nên quyết tâm cao độ. Cô ấy hướng ánh mắt kiên định xuống vách đá và lẩm bẩm: Đa tạ, ta sẽ cố hết sức để bảo vệ mạng sống của ngươi. Ngay sau đó, Doc gâu co chân lên dứt khoát bước ra khỏi rìa vách đá. Cùng với một cú bật nhẹ lên không trung, cơ thể của cả hai người họ cùng bay lên lơ lửng trong ánh mặt trời đỏ rực. Trong chớp mắt, cả hai người họ đã bước vào trạng thái rơi tự do dọc theo vách đá dựng đứng. Dù đã chuẩn bị tinh thần trước nhưng đến khi trải nghiệm cú rơi, hai người họ vẫn không tránh khỏi bàng hoàng tái mặt. Khi rơi được quãng đường bằng phân nửa vách đá, đáng lý ra Doggo Gosell đã phải sử dụng kỹ thuật cơ động rồi nhưng vì hoảng loạn nhất thời nên không thể bung ra được sức mạnh của mình. Ryu ông thấy vậy cũng không là hết thúc giục Doggo Gosell, hoàn toàn đặt niềm tin vào quyết định của cô ấy. Mãi tới khi hai người chỉ còn cách mặt nước khoảng 5 mét thì Doc Gosell mới lấy lại được bình tĩnh và thi triển kỹ thuật cơ động của mình. Tốc độ của cú rơi bắt đầu chậm lại và dưới chân cô ấy dường như đang được nâng lên bởi một luồng gió. Ryu ông nhắm nghiền mắt hồi hộp chờ đợi, vài giây sau, chỉ nghe một tiếng ủm vang dội, Doc seo đáp xuống mặt sông sóng sánh nước gây ra dư chấn dữ dội. Cú va chạm mạnh giữa hai người họ với dòng sông Bình Yên đã khuấy động mặt nước lững lờ, tạo ra những cơn sóng lớn và đập vào vách đá tung bọt trắng xóa rất nhanh sau đó dòng sông trở lại dáng vẻ tĩnh lặng của nó cũng không còn thấy bóng dáng hai người họ ở đâu nữa chỉ có sóng nước giao thoa nhẹ nhàng với những cơn gió hun hút thổi từ trên vách đá xuống lúc này ở phía pháo đài nhánh tứ xuyên các thi thể đã được dọn dẹp gọn gàng chỉ còn chờ đợi thời cơ đến để kế hoạch vĩ đại của thánh giáo thiên quỷ được hoàn thành con chim đưa tin cũng đã quay trở lại chỗ un hâu giao tận tay chiếc lá bị đục lỗ chỗ đó cho chủ nhân của nó un hâu trầm ngâm nhìn chiếc lá rất lâu trên chiếc lá chỉ ghi vòn vẹn thời gian 10 giờ tối, điều đó khiến Un Hau không khỏi băn khoăn, rất nhiều giả thuyết đang nảy ra trong đầu anh ta. Un Hau hướng ánh mắt sắc bén về phía con đường độc đạo dẫn tới pháo đài này, trong lòng không khỏi nảy sinh hoài nghi. Tên thuộc hạ của Un Hau thấy anh ta suy ngẫm rất lâu liền tò mò lên tiếng, 10 giờ tối là thời gian hoàn hảo, bởi vì đội 2 cũng sẽ đến chỗ chúng ta vào khoảng thời gian đó. Un Hau nheo mắt nhìn về xa xăm, anh ta dần dần trở nên chắc chắn với sự mách bảo của trực giác, đó chính là vấn đề. Tên thuộc hạ cho mày thắc mắc, xin lỗi nhưng, ý ngài là gì vậy? Un hâu nhíu chặt hai hàng lông mày, ánh mắt anh ta chất chứa sự ngờ vực sâu sắc, nó quá hoàn hảo. Un hâu vân vê cuống lá trên tay và bắt đầu nói ra suy đoán của mình, thực tế, thời gian trùng hợp hoàn hảo như vậy làm ta càng thêm nghi ngờ. Sau đó, anh ta búng chiếc lá đi một cách dứt khoát khẳng định suy đoán của mình, cái cách mà thời gian được viết lên chiếc lá này nghĩa là hắn ta thậm chí không có thì giờ để viết nó lên giấy. Nhưng nếu bọn chúng thực sự sẽ đến lúc 10 giờ tối, vậy thì Un Hâu ngập ngừng bỏ ngỏ đoạn sau cho dù anh ta đã nhìn thấu vấn đề. Tên thuộc hạ của Un Hâu buộc phải động não tiếp tục tự suy đoán, nếu vậy thì đáng lý ra phải có nhiều thời gian và hắn ta không việc gì phải vội vàng như vậy cả. Un Hâu bật cười ngạo mạn vì sự thông minh của bản thân, ngươi nói đúng, và nếu chúng ta đưa ra phỏng đoán dựa vào điều đó, thì những kẻ không có thời gian là kẻ địch mới đúng. Un Hâu nheo mắt tinh quái nhìn về phía con đường độc đạo, trong nụ cười ánh lên một tia thâm hiểm khôn lường. Tên thuộc hạ không khỏi thán phục Un Hâu, ngạc nhiên thật, chỉ với vài chữ trên chiếc lá mà ngài ấy đã có thể suy đoán ra nhiều điều như vậy. Ngay sau đó, Un Hâu tiêu sái bước về phía mái nhà nhìn xuống sân sau của pháo đài và quyết đoán hạ lệnh, chuẩn bị chiến đấu đi. Nhìn xuống đoàn quân hơn 500 người đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, Un Hâu bình thản lên chiến lược, nếu bọn chúng đang tới đây. Chúng ta phải phát động chiến tranh toàn diện, nhưng nếu chúng di chuyển tới nơi khác, chúng ta có thể phục kích chúng từ đằng sau. Nhằm tính sự chênh lệch lực lượng, tên thuộc hạ của unhau e ngại đề xuất sẽ khó để làm vậy với lực lượng hiện tại của chúng ta ở đây, vì vậy có lẽ chúng ta nên đợi đội hai đến nơi. unhau đang sục sôi tham vọng chiến đấu và chiến thắng liền nhoẻn miệng cười kiêu ngạo nói, ta sẽ không chờ đợi. Anh ta tràn đầy kiêu hãnh vỗ vào ngực mình, trái tim ta đang thúc giục mãnh liệt, phải hành động nhanh chóng hơn. Và ta sẽ nghe theo trái tim mình, vừa dứt lời, Un Hâu liền lao vút đi như một con đại bàng quyết đoán nhắm về phía con mồi dưới mặt đất. Rất nhanh bóng dáng Un Hâu đã biến mất, chỉ còn nghe tiếng của anh ta vang vọng trên bầu trời, vào trận thôi. Tên thuộc hạ của Un Hâu cũng hừng hực khí thế chiến đấu ngay lập tức hạ lệnh xuống đoàn quân, tất cả nghe lệnh, đi theo thủ lĩnh với tốc độ nhanh nhất có thể. Những âm thanh hô ứng vang dội trong bầu không khí sục sôi nhiệt huyết, xin nghe theo lệnh ngài. Cùng lúc đó, những bóng người vội vàng biến mất khỏi sân sau của pháo đài, họ di chuyển nhanh tới mức chỉ còn lại những dư ảnh mờ ảo dưới ánh chiều tà đỏ rực. Un hâu hùng hổ dẫn đầu đoàn xe gió lao đi, nhìn từ xa trông họ như một đàn quạ đen đem đến cảm giác u ám che phủ bầu trời. Dần dần nụ cười ngạo mạn của Un hâu biến mất, không phải vì anh ta mất đi sự tự tin của mình, mà là vì sự tò mò trong lòng anh ta lại một lần nữa được khơi dậy mạnh mẽ về kẻ đã gửi chiếc lá đó và tính toán toàn bộ kế hoạch kia. Quay trở lại với tình hình ở vách đá lúc này, đã trôi qua một khoảng thời gian khá lâu sau khi Đốc Seo và Ryu Ông chìm vào dòng nước, nhưng vẫn chưa thấy dấu hiệu họ ngoi lên. Xuôi theo dòng nước hững hờ trôi dưới chân núi, xuống khu vực trung lưu chỉ nằm cách đó khoảng chục mét, âm thanh của sóng đã có sự thay đổi, di dào khi con nước trườn lên một bãi bồi đầy sỏi đá. Ryu Ông và Đốc Seo đã dạt vào bãi đá như những con cá mắc cạn, Ryu Ông thở hồn hển với trái tim vẫn còn run rẩy. Ta nghĩ ta hiểu ý ngươi khi bảo rằng ngươi thích kỹ thuật cơ động hơn kiếm thuật rồi doggo seo cũng thở dốc với giọng căng thẳng khi chúng ta rơi xuống ta đã không thể nghĩ đến việc giảm tốc bằng kỹ thuật cơ động ngay được doggo seo cố gắng chấn tĩnh trái tim đang căng phồng lên trong lồng ngực và hỏi ryu yong ngươi có sợ không ryu yong tỏ ra kiên cường đáp không hẳn doggo seo tiếp tục nói với hơi thở rồn rập chưa thể bình tĩnh lại ngươi rơi xuống từ một nơi cao như vậy mà vẫn không sợ sao ryu yong che giấu gương mặt trắng bệch vì sợ và tỏ ra kiên cường bởi vì ta không thể nghi ngờ khi đã lựa chọn tin ngươi được trong khi đó, doggo seal thành thực thú nhận với gương mặt đỏ ửng vì áp lực. thực ra ta có hơi hoảng khi chúng ta rơi xuống vì nơi đó cao hơn ta nghĩ. doggo seal thoáng cảm thấy ớn lạnh khi nhớ lại cảnh tượng lúc đó. đến cuối cùng thì ta cũng không thể kiểm soát hoàn hảo kỹ năng cơ động của mình. Ryui ông cười nhẹ động viên cô ấy. dù sao thì chúng ta cũng sống sót rồi mà. anh ta còn cố gắng chọc cho doggo seal vui bằng một câu nửa đùa nửa thật. nhờ thế mà ta lại nợ cô mạng sống này rồi đấy. Doggo seo thầm cảm thấy biết ơn sự tin tưởng của ryu và nhanh chóng hướng suy nghĩ quay trở lại vấn đề chính nhưng mà chúng ta không có thời gian để nằm đây như này đúng không ryu hít sâu vài hơi cố gắng lấy lại sự bình tĩnh ngươi nói đúng nếu chúng ta cứ nằm đây mãi thì cú nhảy lúc nãy sẽ trở nên vô dụng mất Doggo seo đã điều hòa được nhịp tim của mình bắt đầu mở mắt ra với ánh mắt bình thản hãy đứng dậy sau khi nghỉ ngơi một chút nhưng ngay khi mở mắt nhìn thấy vách núi ban nãy vẫn còn nằm cách họ không xa trong lòng Đốc Gâu bỗng lại trào dâng cảm giác sợ ngợp, ta thực ra đã khá sợ hãi. Đốc Gâu thành thật thú nhận, ta đã tỏ ra dũng cảm, nhưng đó là khoảnh khắc đáng sợ nhất trong đời ta. Trong mắt Đốc Gâu Xeo ánh lên một tia nao núng, nếu ta cứ chết như thế này thì sao, ta vẫn còn nhiều việc muốn làm, tất cả những suy nghĩ đó hiện lên trong đầu ta khi chúng ta rơi xuống. Nhìn vào gương mặt Đốc Gâu Xeo khi sợ hãi vẫn là hình ảnh của một mỹ nhân khiến Ryu ông không khỏi rung rinh trong lòng. Mình nghĩ cô ấy là một người phụ nữ mạnh mẽ và mưu mô, nhưng thấy được mặt yếu đuối của cô ấy thế này thực sự làm mình bối rối dẫu vậy Ryuon vẫn có chút cảm giác hoài nghi xen lẫn đốm lửa của rung động đang nhen nhóm đó đâu mới là con người thật của cô ấy nhỉ bất giác ánh mắt của Ryuon dán chặt vào bờ môi đỏ hồng mọng nước của Dogo Seo đang nhấp nhô theo từng nhịp thở đôi môi như sáng ánh lên một tia rực rỡ dưới ánh hoàng hôn Dogo Seo hít vào một hơi thật sâu và đặt tay lên chấn an trái tim đang thổn thức của mình chúng ta phải đi ngay thôi nói gì đó động viên ta đi riu yong ngẫm nghĩ giây lát mới mở miệng nếu ta là big world hầu khả năng cao là ta sẽ không bị lừa trong lời nói của anh ấy chứa đựng sự cố ý khiêu khích tinh thần chiến đấu của doggo seo nhưng từ ánh mắt có thể thấy đây thực sự là suy đoán đang diễn ra trong đầu anh ta doggo seo nhìn sâu vào đáy mắt riu yong và âm thầm xác nhận xem đó chỉ là một lời bịa đặt khiêu khích hay một phán đoán có căn cứ khi không thể nhìn thấu được suy tư của riu yong doggo seo đành phải hỏi thẳng ý ngươi là sao chẳng lẽ cái lá cây mà chúng ta gửi sự va chạm ánh mắt với đốc gấu seo khiến riu bối rối cụp mắt xuống đất và vội vàng giải thích bích quân hâu sở hữu linh tính cực mạnh và anh ta cũng rất quyết đoán nếu anh ta cảm nhận được lá thư đó có vấn đề vậy thì anh ta sẽ ngay lập tức dẫn thuộc hạ ra khỏi nhánh tứ xuyên những suy đoán của riu khiến đốc gấu kinh hãi mở chừng mắt động lực được dồn lên não trong chớp mắt như thể mỗi mạch máu đều đang chạy qua một cái máy bơm công suất lớn đốc gấu ngồi bật dậy với tinh thần hăng hái hét lớn thế là đủ rồi ta đã có đủ động lực. Ngay sau đó, cô ấy gấp gáp lai like Ryu vẫn còn đang nằm bẹp trên mặt đất, ngươi còn làm gì đấy, dậy mau đi. Ryu Yong trầm ngâm dây lát mới có thể mở miệng với giọng tiếc nuối, xin hãy đi một mình từ đây. Đốc gâu xeo cau mày bàng hoàng nhìn chầm chầm Ryu Yong, hoàn toàn không hiểu được tại sao đến tận bây giờ mà anh ấy vẫn có ý định bỏ cuộc giữa chừng, hay là anh ấy đã có tính toán kế hoạch gì đó khác. Doggow Sell đã đặt toàn bộ hy vọng vào Ryuion nên chỉ có thể gặng hỏi ý đồ của anh ấy với giọng sốt sắng, "Một mình sao, ngươi đang nói gì thế?" Tuy nhiên, đáp lại cô ấy chỉ có sự im lặng từ Ryuion, trong mắt anh ta đang chất chứa đầy suy tư, bởi đưa ra quyết định tách nhau ra bây giờ là một sự mạo hiểm lớn. Sau khi nằm bẹp một lúc, Ryuion nghe tiếng nước chảy róc rách từ đầu nguồn con sông cách đó không xa liền nhổm dậy. Anh ta bắt đầu tiết lộ suy đoán của mình với Doggow Sell những sư cô của phái Nga Mi có thể sẽ lần theo con sông này. Nếu bọn họ đang có ý định sẽ cắm trại dọc theo con sông này thì có khả năng cao là họ đã tìm ra một chỗ lý tưởng rồi. Đốc Gâu Xeo vẫn chưa hiểu được ý đồ của Ryu Ông liền cho mày nghi hoặc, rốt cuộc ngươi đang tính chúng ta sẽ làm gì tiếp theo thế. Ryu Ông nhìn về phía thượng nguồn con sông và đáp, ta đang nghĩ về việc đi về hướng đông nam nơi lực lượng chính đang ở đó. Anh ấy nghiêm túc nhẩm tính, khoảng tầm 5 số từ chỗ này sẽ có một nơi được gọi là kênh Hoàng Long nếu như ta tính toán chính xác thì nơi đó sẽ là nơi lực lượng chính của chúng ta chạm trán với kẻ thù doggo seo sau khi hiểu được lý do phải tách ra thì bắt đầu cảm thấy lo lắng cho ryu yong ngươi đi một mình sẽ ổn chứ ryu yong nở nụ cười tràn đầy tự tin đáp đừng lo cho ta kể cả khi ta không học võ công đi chăng nữa thì ta vẫn có thể tự bảo vệ mạng sống của chính mình ngay sau đó anh ta dứt khoát đứng bật dậy chúng ta không còn thời gian nữa hãy đi nhanh thôi ryu yong nghiêm túc dặn dò doggo seo chúng ta thắng hay thua trong cuộc chiến này sẽ phụ thuộc vào việc ngươi có thể đưa những sư cô của phái Nga Mi đến chỗ lực lượng chính nhanh tới mức nào đấy. Đốc Gâu Seo vẫn còn thoáng do dự không muốn bỏ lại Ryu Yong một mình, nhưng nhìn vào ánh mắt kiên định quyết đoán của anh ta, cô ấy liền dứt khoát hạ quyết tâm rời đi. Đốc Gâu Seo trước khi quay lưng rời đi vẫn lưu luyến nói với Ryu Yong, được rồi, gặp lại ngươi sau. Khi Đốc Gâu Seo chuẩn bị tăng tốc chạy về phía hạ nguồn con sông, Ryu Yong lại đột nhiên níu cô ấy lại, ta còn một thứ nữa cần nói với ngươi riui ông chỉ về phía một vách núi ở phía hạ nguồn con sông và hướng dẫn cho Đốc Gâu seo trên vách núi đó có một lối đi được coi là lộ hiệp của vách núi Đốc Gâu seo ngạc nhiên mở tròn mắt lộ hiệp của vách núi sao ý ngươi là con đường dọc theo vách núi à? riui ông cho mày nghiêm trọng gật đầu đó là một con đường rất nguy hiểm cho những người bình thường nhưng với một võ sĩ như ngươi thì có thể sử dụng kỹ năng cơ động nó sẽ là một con đường tắt thu hẹp khoảng cách được khá nhiều đấy dockgo seo quyết đoán đồng ý theo đề nghị của Ryui ông ngay thật tốt khi biết điều đó, cảm ơn ngươi. Ngay lập tức cô ấy nhảy vọt lên cao, hướng về phía vách núi ở hạ nguồn con sông, bây giờ ta đi đây, bảo trọng. Ryu lặng lẽ dõi theo Doc Go với ánh mắt quan tâm chân thành, ngươi cũng phải bảo trọng đó, nhất định chúng ta phải gặp lại nhau. Sau khi Doc Go rời đi, Ryu không nói lời tạm biệt nào với cô ấy mà chỉ âm thầm dõi theo bóng cô ấy biến mất dần trong màu nắng. Bần thần lo lắng cho Doc gâu Seo một lúc rồi Ryu Yong cũng lấy lại được tinh thần quay trở lại với nhiệm vụ của anh ấy. Mình cũng không còn nhiều thời gian nữa. Mình phải đi thật nhanh thôi. Ngay lập tức Ryu Yong dùng hết sức bình sinh chạy băng qua con sông và quay đầu hướng về kênh Hoàng Long. Thời gian trôi qua vùn vụt theo những bước chạy của hai người họ. Rất nhanh đất trời đã chìm trong bóng tối âm u. Đúng như tính toán của Ryu Yong. Quân chủ lực của Mai Ông và đội 2 của Hâu đã đụng độ nhau ở kênh Hoàng Long. Khoảng cách giữa hai bên chỉ là một chiếc kênh cạn nước hoàn toàn không thể ngăn được cuộc chiến khốc liệt sẽ nổ ra. Ở phe Thánh giáo Thiên Quỷ, dẫn đầu đoàn quân 600 người là tên mặt dài và hai lão già song sinh, bọn chúng không khỏi bất ngờ khi bị chặn lại trên đường trở về nhánh Tứ Xuyên. Ở phía đối diện, đoàn quân 850 người do Mai Ông dẫn đầu đang chiếm thế chủ động nhờ vào việc thực hiện đúng theo chiến lược mà Ryu Ông bày ra. Mai Ông mỉm cười có chút đắc ý vì mọi chuyện đang diễn biến đúng theo kế hoạch, chúng ta thực sự đã gặp bọn chúng như lời cậu ta đã nói. Mai ông cũng dành cho Ri ông lời tán dương vì tài năng tính toán của anh ấy đối với một người không phải là một võ sĩ mà nói. Thật đáng kinh ngạc là cậu ta vẫn có thể tính toán chính xác chúng ta sẽ đến đây nhanh tới mức nào và cũng đoán ra vị trí hoàn toàn chuẩn xác. Chiêu Quang cũng đồng tình với Mai ông, cậu ta thật sự là một người đáng kinh ngạc. Thật đáng tiếc khi một người như cậu ta lại chỉ làm việc như là một phu khuân vác trong một tiêu cục cho đến tận bây giờ. Trong khi đó, Unbi đang xem xét địa hình chiến trường đã thay đổi chủ đề của cuộc trò chuyện. Ta chỉ mới nghe qua về nơi này thôi nhưng mà kênh Hoàng Long thực sự có một khung cảnh rất trắng lệ đấy. Mai ông nghe vậy liền nở nụ cười cay đắng nghĩ tới cuộc chiến khốc liệt không thể tránh khỏi ngay trước mắt. Đúng vậy, đây là một nơi vô cùng tuyệt vời cho ai đó chết trong khi chiến đấu. Đêm càng sâu, những cơn gió đông thổi qua con kênh càng trở nên buốt giá, một không gian nặng nề căng thẳng bao phủ cả một vùng trời. Trong khi đó, đám người bên phe Thánh Giáo Thiên Quỷ vẫn còn chưa hết ngỡ ngàng trước sự đổi hướng đột ngột của đoàn quân Liên Minh võ lâm. Tên mặt dài nghi hoặc nhíu chặt hai hàng lông mày đã trụi lùi, ý ngươi đang nói là bây giờ bọn chúng đã chuyển hướng nhắm tới chỗ chúng ta thay vì đi tới nhánh tứ xuyên hả. Một trong hai lão song sinh gật đầu nói ra suy đoán, tôi nghĩ rằng chúng ta mới là những người đã bị mắc bẫy. Hai con mắt thâm quầng sắc lạnh của tên mặt dài lập tức lóe lên sát khí đằng đằng, hắn ta chưa nhận được bất cứ tin báo nào từ nhánh tứ xuyên về việc này. Cũng có nghĩa là nguy cơ nhóm quân của Un Hâu chưa biết mình bị lừa và không kịp đến cứu viện là rất cao. Suy tính đến những nguy hiểm đang bủa vây, Lão già song sinh lại nói tiếp, may mắn là những con khốn phái Nga Mi đã quyết định dành ra thời gian quý báu của bọn chúng để tận hưởng khung cảnh trước khi đến đây. Hai con mắt đỏ lờ của tên mặt dài nheo lại nhìn đoàn quân của Mai Ông bằng ánh mắt thâm hiểm, có vẻ như mấy tên khốn này cũng đã biết dùng một số mưu mẹo rồi đấy. Hai lão song sinh lo lắng liếc nhìn tên mặt dài, chúng ta bất lợi về mặt số lượng, vậy nên. Tuy nhiên, tên mặt dài lại vô cùng điềm tĩnh và tự tin tuyên bố, chúng ta vẫn sẽ là những người giành lấy chiến thắng cuối cùng thôi bởi vì thiên quỷ đao quân sẽ tới khi tên mặt dài nói ra phỏng đoán đó trong mắt hắn không có chút dao động hay nao núng nào mà chỉ ánh lên sự tin tưởng tuyệt đối và un hầu hai lão già song sinh vẫn còn bất an thắc mắc ngài có chắc rằng ngài ấy sẽ tới đây không tên mặt dài quả quyết gật đầu đương nhiên rồi tên mặt dài nhếch bờ môi thâm xì lên một cách thích thú và kiêu ngạo cái tên thiên quỷ đao quân không phải là hữu danh vô thực đâu tên mặt dài hừng hực khí thế dặn dò hai lão già song sinh Bây giờ ngài ấy chắc hẳn đã phải nhận ra được kế hoạch của bọn chúng rồi. Vậy nên chúng ta chỉ cần phải cầm cự đến khi nào ngài ấy đến đây thôi." Hai lão già song sinh cũng được khích lệ tinh thần trở nên phấn khích hơn hẳn, "Khi ngài ấy đến, chúng ta không được để cho ngài ấy thấy bộ dạng đáng xấu hổ của chúng ta được." Tên mặt dài hào hứng đặt mục tiêu, "Sẽ càng tuyệt hơn nếu chúng ta có thể lo liệu chuyện này ổn thỏa, để đến lúc ngài ấy đến thì sẽ không còn bất cứ thứ gì mà ngài ấy phải nhúng tay vào nữa cả." Ngay sau đó, hai lão già song sinh đạp đất nhảy vọt lên không trung. Hai lão già tràn đầy tự tin phóng qua đầu tên mặt dài nhảy sang phía bên kia của kênh Hoàng Long, ngài huếch, xin hãy canh chừng phía sau, chúng tôi sẽ xử lý bọn chúng. Tên mặt dài chép miệng cầu nhau nhìn hai lão già sông lên trước, ta đoán ta sẽ bị mắc kẹt lại với mấy thứ nhàm chán này rồi. Sau khi hai lão già song sinh tiên phong sông lên, một phần của đoàn quân thánh giáo thiên quỷ cũng lập tức nối gót nhảy bổ về phía bên kia của kênh Hoàng Long. Mai Ông nhìn chằm chằm về phía đội hình của đám người tà giáo đang xông tới, cuối cùng cũng bắt đầu rồi. Chiêu Quang và Unbi tức tốc nhận nhiệm vụ tiên phong xông lên phía trước, "Chúng tôi sẽ xử lý bọn quân tiên phong đó, Bang Độc Cô xin hãy phòng thủ phía sau." Cùng với sự dẫn đầu của hai thủ lĩnh là Chiêu Quang và Unbi, một phần của đoàn quân liên minh Võ Lâm gồm thành viên phái Côn Lôn và phái bí thuật đã xông về hướng đối diện, băng qua kênh Hoàng Long. Lúc này chỉ còn lại các thành viên của bang Độc Cô dưới sự chỉ huy của Mai Ông đang kiên nhẫn quan sát tình hình trận chiến để sẵn sàng chi viện. Sau khi ngẫm nghĩ giây lát, Mai Ông cảm thấy tất cả thành viên bang Độc Cô không cần thiết phải phòng thủ ở phía sau như thế này. Ngay lập tức, ông ấy quyết định phân tách lực lượng ra để hỗ trợ cho phái Côn Lôn và phái Bí Thuật, "Các ngươi nghe đây, một nửa số lượng người của phái ta cũng sẽ xuất trận." Đúng lúc đó, từ trong bóng tối sau lưng Mai Ông vang lên một tiếng hét thất thanh cắt ngang mệnh lệnh của ông ấy, "Không!" Mai ông mơ hồ nhận ra giọng nói đó là của Ryu ông và lập tức quay đầu tìm kiếm vị trí của anh ấy trong bóng tối dày đặc. Ryu ông đang học tốc chạy tới từ phía sau của đoàn quân và gào lên ngăn cản quyết định của Mai ông, xin hãy ở yên vị trí, đừng di chuyển. Anh ấy vừa thở hồng hộc vừa hét lên bằng tất cả sức lực của mình, bang độc cô không được tham gia vào cuộc giao chiến đó. Mai ông đứng hình khi nhìn thấy Ryu ông xuất hiện một mình, hơn nữa lại còn ngăn cản không cho ông ta đưa quân vào kết thúc nhanh trận chiến. Ryui ông cố gắng lết những bước chạy cuối cùng về phía mai ông với gương mặt trắng nhợt đi vì đuối sức. Sau khi gào lên bằng tất cả sức lực còn lại thì anh ấy không thể làm gì khác ngoài thở dốc. Ngay cả khi đã dừng lại trước mặt mai ông rồi mà Ryui ông vẫn không thể nói thêm được câu nào, chỉ có những tiếng thở hồn hển mệt nhọc. Mai ông gấp gáp hỏi Ryui ông, ngươi nói như vậy là có ý gì, chúng ta không được tham gia vào cuộc giao chiến đó sao? Ryui ông cố gắng mở miệng nói từng tiếng ngắt quãng vì hơi thở khó nhọc, xin hãy để bang độc cô, không tham gia vào trận chiến như một kế hoạch dự phòng đi. Mai ông cho mày băn khoăn tiếp tục chất vấn, dự phòng sao? Ngươi đang yêu cầu bọn ta chỉ ngồi im một chỗ và không làm bất cứ điều gì trong khi bọn họ đang tham gia vào một cuộc chiến đầy khốc liệt như thế hả? Sau một lúc ổn định lại được nhịp thở, Ryui ông mới bắt đầu giải thích bởi vì chúng ta có thể bị tấn công ở giữa của cuộc chiến. Thế nên chúng ta cũng phải chuẩn bị phương án dự phòng cho chuyện đó nữa mà, phải không? Mai ông chăm chú lắng nghe và suy ngẫm, dần dần ông ta cũng đoán ra được vấn đề. Mai ông lo lắng hỏi thẳng Ryu ông, có phải thiên quỷ đao quân đang đến đây từ nhánh tứ xuyên không? Ryu ông lắc đầu thành thật đáp, tôi không chắc cho lắm nhưng khả năng cao là trường hợp đó sẽ xảy ra. Mai ông hướng mắt về phía chiến trường trên con kênh với vẻ băn khoăn. Nếu đúng là như vậy thì không phải sẽ tốt hơn nếu tất cả chúng ta tham gia vào cuộc chiến và đánh bại bọn chúng trước khi thiên quỷ đao quân tới đây sao? Ryu ông liền hỏi ngược lại Mai ông, ông nghĩ nó sẽ mất bao lâu? Mai ông trầm ngâm dây lát rồi bảo, hừng, ta nghĩ chắc khoảng tầm 4 tiếng. Khi nhìn vào các võ sĩ chính phái đang chiến đấu ngang ngửa với đám người tà giáo, Mai ông thoáng cảm thấy lo lắng và nói với Ryu ông. Nhưng để giành chiến thắng trong khoảng thời gian đó thì chúng ta có lẽ sẽ phải hy sinh ít nhất một nửa lực lượng. Ryu ông lắc đầu trầm ngâm, 4 tiếng là quá lâu, nếu lực lượng chính của thiên quỷ đao quân tham gia vào tại thời điểm đó và phái Nga Mi vẫn chưa tới đây thì chúng ta sẽ trở thành những người bị xóa sổ, Ryu ông càng nghĩ càng thêm kiên định với suy đoán của mình. Mai ông lúc này cũng đã bắt đầu có cùng suy nghĩ với Ryu ông, ông ta không còn gấp gáp muốn xuất quân vào trận chiến trước mắt nữa mà suy nghĩ về chiến lược phòng thủ nếu chẳng Mai Un Hau có dẫn quân tới. Sau khi không tìm ra chiến lược gì ưu việt, Mai ông lại hỏi ý kiến của Ryu ông, vậy thì ngươi hãy gợi ý xem chúng ta nên làm gì đây. Ryu ông đề xuất, chúng ta nên đi ra khỏi nơi này sớm nhất có thể và chuẩn bị các vị trí phục kích trong bụi rậm. Mai ông ngạc nhiên hỏi lại anh ấy, phục kích sao? Ryu Yong quả quyết gật đầu, hãy xem xét chuyện này một lần nữa, nếu lực lượng chính của thiên quỷ đao quân đến và phái Nga Mi vẫn chưa ở đây thì. Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, bang độc cô cũng đừng tham gia vào cuộc chiến, lúc này ánh mắt của Ryu Yong đang lóe lên một tia quyết đoán. Mai ông không khỏi giật mình bàng hoàng trước đề xuất của Ryu Yong, nói cách khác thì anh ta muốn ông ấy và bang độc cô lẩn trốn cho tới khi phái Nga Mi xuất hiện. Nhưng đó là một hành vi vô cùng phản cảm đối với các võ sĩ danh môn chính phái như Mai Ông, hơn nữa ông ta còn là một võ sĩ bậc thầy, lòng tự tôn không cho phép ông ta trốn tránh như vậy được. Ryu ông nhìn thấu được lý do mà Mai ông do dự, anh ta lập tức thúc giục ông ấy, vứt bỏ những suy nghĩ không liên quan khiến ngài trần trừ đi, chỉ nhìn về tương lai và tiến lên thôi. Và ngài càng đưa ra quyết định nhanh bao nhiêu thì chúng ta càng có thể đứng trước sự khuyên nhủ đầy lý trí đó của Ryu ông. Mai ông vẫn cố chấp cắt ngang lời anh ấy bằng một lời từ chối, ta không thể làm thế. Mai ông người người khí chất anh hùng nói với Ryuyong, chừng nào chúng ta còn ở trong thế giới võ lâm này, nếu tất cả chúng ta đều chỉ tìm cách để sinh tồn như thế thì sẽ chẳng có tương lai đâu. Và đó cũng là điểm khác nhau giữa võ lâm giang hồ và quân đội chính quy. Mai ông vừa nói vừa nhìn về phía những võ sĩ đang nỗ lực chiến đấu hết mình với ánh mắt sáng lên ý chí đoàn kết. Ryu ông không khỏi kinh ngạc trước lối suy nghĩ và so sánh của Mai ông. Đây là lần đầu tiên anh ta biết đến điểm khác nhau này giữa võ lâm và quân đội. Anh ta chỉ đơn giản muốn tăng khả năng cứu được càng nhiều người càng tốt thôi. Với chi khí của một nhân sĩ giang hồ chính phái, mai ông cuối cùng đưa ra quyết định, vậy nên ta chỉ nghe theo một nửa lời ngươi nói được thôi. Ông ấy cũng động viên Ri ông, suy nghĩ của ngươi không sai, nhưng chúng ta sẽ thiệt hại nhân số nhiều hơn nếu chỉ đứng nhìn như thế này. Mai ông quyết đoán nhìn xuống chiến trường nhuốm máu, vậy nên đưa nửa số quân của bang độc cô vào để giảm lượng hy sinh cho các lực lượng khác là một lựa chọn đúng đắn. Khi Ri ông biết không thể ngăn cản được mai ông nữa, anh ta quyết định im lặng lắng nghe ông ấy hạ lệnh xuống, bang độc cô nghe đây. 300 người của bang độc cô lập tức cúi đầu chờ lệnh. Vâng, thưa ngài. Mai ông gầm lên với giọng của một con sư tử đầu đàn, cánh trái sẽ gia nhập cuộc chiến, cánh phải sẽ mai phục ở bụi rậm. Ngay sau khi mệnh lệnh được phát ra, các võ sĩ bang độc cô tức tốc di chuyển, một nhóm nhảy vọt tới chiến trường nằm trên con kênh trước mặt Mai ông. Và nhóm còn lại cũng âm thầm biến mất như một cơn gió, lẩn khuất vào những bụi rậm ở sau lưng ông ấy, hành động nhanh nhẹn dứt khoát của họ khiến Ryu ông không khỏi choáng ngợp. Sau khi hoàn thành việc chia tách lực lượng, Ryu Ông chỉ có thể lặng lẽ ở lại bên cạnh Mai Ông để quan sát tình hình trận chiến và tiếp tục cảnh giác phòng hờ những sự cố bất ngờ có thể xảy ra. Trong khi đó, bên dưới chiến trường trên kênh Hoàng Long, Chiêu Quang và Unbi đang có một cuộc đấu tay đôi không hề dễ dàng với hai lão già song sinh. Một trong hai lão giả song sinh dùng vũ khí là Chakram hình mặt trăng quăng về phía Unbi, lưỡi Chakram vẽ trong không trung những đường tròn xoáy vào nhau khi phóng tới chỗ đối thủ. Unbi không hề nao núng dương kiếm lên với ánh mắt sắc bén phán đoán đường bay của chakram và vận nội công sẵn sàng tiếp chiêu. Khi vòng xoáy của chakram chỉ còn cách Unbi một sải tay, anh ta lập tức vung kiếm bổ dọc xuống, chặn đứng vòng quay của chakram. Một vụ nổ năng lượng xảy ra khi hai luồng nội công va chạm với nhau thông qua vũ khí của họ, cả Unbi và lão già kia đều bị đẩy lùi về sau. Khi chakram bị đánh bật trở lại tay của lão già, Unbi hừng hực khí thế tuyên bố, "Ta là Neung Unbi, ta đứng đầu đội bí thuật" anh ta ưỡn thẳng lưng kiêu hãnh với mũi kiếm lóe sáng đầy uy hiếp nhớ rõ ta đấy vì ngươi sẽ chết dưới mũi kiếm của ta lão già kia liền cười khẩy châm chọc unbi ngươi hăng hái quá nhỉ lão ta không kém cạnh cũng buông lời thách thức unbi ta hy vọng ngươi chịu được đủ lâu để làm ta phấn khích unbi xỉa mũi kiếm về phía lão già và tiếp tục khiêu khích đừng lo ta đảm bảo sẽ cho ngươi được vui lòng khi ta chặt đầu của ngươi xuống bằng thanh kiếm này lão già kia lại cười nham hiểm với sắc khí lóe lên trong ánh mắt được thôi tốt đấy ngay sau đó, lão ta nhảy vọt về phía Unbi với điệu cười ngạo mạn, ngươi ít nhất cũng phải hăng hái được như thế thì mới khiến ta cảm thấy sảng khoái khi tiêu diệt ngươi chứ. Unbi vung kiếm lên ngay khi thấy lão già hung hăng lao tới, anh ta dứt khoát vung kiếm vẽ một vệt sáng cắt ngang không trung. Sau đó, một loạt chiêu thức được tung ra, hai bên giao chiến quyết liệt, những tiếng leng keng của kim loại va chạm cùng với vô số tia lửa điện lóe lên. Trong khi đó, Chiêu Quang cũng đang trong một cuộc đối đầu khốc liệt với lão già còn lại trong cặp song sinh máu lạnh hai người bổ xuống những nhát chém kịch liệt cùng với nội công thâm hậu đấu đá nhau tạo ra hàng loạt vụ nổ năng lượng khiến những người xung quanh phải kinh hãi lão già đối đầu với chiêu quang cũng phải chóng váng trước sức mạnh của đối thủ lão ta không thể tỏ vẻ kiêu ngạo như người anh em song sinh của lão những đợt đụng độ giữa kiếm của chiêu quang và chakram của lão già liên tục xảy ra nhưng cho dù lão ta dồn vào đó bao nhiêu nội lực thì cũng đều bị hóa giải trong chớp mắt chiêu quang nhân cơ hội vừa ngăn chặn được một đòn tấn công của lão già thì ngay lập tức phản công bằng một nhát chém cắt ngang không trung nhưng lão già kia đã kịp thời nhảy lên nhào người lộn một vòng qua đầu chiêu quang khi nhận ra lão già đã đáp xuống đất sau lưng mình chiêu quang vẫn hoàn toàn điềm tĩnh không thèm quay đầu lại ngay lập tức lão già kia cảm thấy bị khinh thường mới bực bội mở miệng han chu quang lão già bắt đầu buông lời kích động chiêu quang ta nghe nói rằng có kẻ đã có thể vực dậy phái côn lôn sau khi nó sụp đổ Chiêu Quang quả nhiên đã bị kích động, lập tức quay lại lườm lão già kia, nói nhảm đủ rồi đấy. Chiêu Quang hừng hực khí thế binh vực môn phái của mình, côn cô lôn chưa từng sụp đổ, bọn ta chỉ rời trụ sở đi do sự tấn công của bọn tà giáo các ngươi thôi. Chiêu Quang khinh khỉnh khiêu khích ngược lại lão ta, ngươi đang cố câu giờ bằng cách nói những chuyện vô lý này sao? Lão già kia bị khinh thường tập hai thì lại càng giận dữ nghiến răng ken két, ngươi có biết rằng có thể những chuyện vô lý đó đang giúp ngươi sống thêm chốc lát không? ngươi nên biết ơn khi ta cho phép ngươi được sống thêm một lúc đi vừa dứt lời lão già ngạo mạn đã điên cuồng vùng chakram lên thách thức chiêu quang không chút do dự cũng vung kiếm cao qua đầu động tác chân huỳnh huyệt đạp đà nhảy bổ về phía lão già trong tư thế bổ củi cùng với một tiếng gầm dữ dội đừng có nói chuyện nực cười nữa hai người họ lao vào nhau trong màn đêm đặc quánh chỉ có ánh sáng của kim loại bùng lên mỗi khi phản chiếu ánh trăng mờ ảo những người khác chỉ có thể dựa vào chuyển động của ánh kiếm để theo dõi màn giao đấu gay cấn đến nghẹt thở sau khi nghe chuyện Ryu ông kể lại về hành trình băng qua các vách đá tử thần, Mai ông đầy ngạc nhiên cảm thán. Các ngươi sống sót được sau khi nhảy xuống từ vách đá cao đến thế, trời cao chắc đã phù hộ cho các ngươi rồi. Sau đó, Mai ông gật gù khen ngợi Ryu ông, đó cũng là một quyết định sáng suốt khi để cho Seo một mình đưa phái Nga Mi đến đây, trong khi ngươi thì một mạch tìm đến đây để hỗ trợ bọn ta. Ông ấy chân thành đặt tay lên vai Ryu ông vỗ vỗ cùng ánh mắt đầy tin tưởng nhìn anh ấy, nhờ ngươi mà chúng ta mới có thể có cơ hội thắng cao hơn. Ryu ông nghiêm túc lắc đầu, ta không có khả năng đoán được điều gì sẽ xảy ra phía trước đầu. Mai ông không thể che giấu vẻ mặt ngạc nhiên, nó đến mức độ đó sao? ông không chút do dự thừa nhận, vì chỉ trời cao mới biết được liên minh võ lâm hay thánh giáo thiên quỷ sẽ chiến thắng. Mai ông nheo mắt nhìn chằm chằm Ryu ông với nỗi lo lắng trào dâng trong lòng, mặc dù bản thân cũng đã biết rõ sẽ không dễ để chiến thắng. Nhưng khi nghe điều này từ miệng một người giỏi tính toán như Ryu ông, Mai ông vẫn không tránh được cảm thấy nao núng. Sau khi trầm ngâm dây lát, ông ấy chấp nhận sự thật trong tiếng thở dài. Có lẽ thứ duy nhất mà chúng ta có thể làm là chờ đợi giống như ngươi đã nói. Ryu ông gật đầu an ủi mai ông, nhưng nếu chúng ta có thể vượt qua cuộc khủng hoảng này, vậy thì chúng ta sẽ học được một bài học lớn. Mai ông khó hiểu nhớn mày hỏi lại anh ta, ý ngươi là sao? Ryu ông thẳng thắn nói rằng Liên minh Võ Lâm hiện tại không thể hạ gục được các nhóm tà giáo đã đoàn kết thành một tổ chức. Mai ông không ngần ngại thừa nhận, ta đồng ý, chừng nào mà chúng ta còn thiếu sự liên kết và cứng rắn, võ lâm sẽ không có tương lai. Ryu ông tặc lưỡi trong lòng, trước khi nói về tương lai của võ lâm, chúng ta cần phải nghĩ về cách sống sót lúc này đã. Anh ta ngước nhìn bá vương chi tinh và cảm thấy một cảm giác quen thuộc với lúc ở trên chiến trường 11 năm trước, chỉ những người còn sống mới có thể ước mơ về tương lai. Trong lòng Ryu ông thầm cầu nguyện, vậy nên làm ơn hãy làm được, độc cô cô nương, vì ngươi là hy vọng duy nhất để bọn ta có cơ hội mơ ước về tương lai. Đúng lúc này, từ cánh rừng sau lưng Mai Ông truyền đến động tĩnh, mở đầu là những tiếng leng keng của vũ khí va vào nhau. Tuy nhiên cả Mai Ông và Ryu Ông vẫn chưa chú ý tới điều đó bởi âm thanh bị trộn lẫn với âm thanh của chiến trường trước mặt. Sau đó, động tĩnh vọng ra từ khu rừng sau lưng dần trở nên lớn hơn, xen lẫn giữa tiếng kim loại va chạm là những tiếng hét thất thanh và rên rỉ trong đau đớn. Nhóm quân của bang Độc Cô phục kích trong các bụi rậm nằm ở cánh rừng sau lưng Mai Ông đã bị kẻ địch tấn công bất ngờ và cũng rơi vào một tình cảnh chiến đấu khốc liệt không kém tiền tuyến. Phải qua một lúc, Mai Ông và Ryu Ông mới có thể nhận ra động tĩnh của một cuộc chiến khác đang vọng tới từ cánh rừng sau lưng họ. Cả hai người họ đều chết lặng trước những tiếng hét vọng ra từ trong rừng. Một suy đoán khủng khiếp này ra ngay lập tức khiến cho cả hai người đều dùng mình kinh hãi. Ryu Ông nuốt khan trong lo lắng, có vẻ như tà giáo đã đến trước rồi. Mai Ông cũng không thể che giấu những giọt mồ hôi lạnh đang chảy dài trên trán. Thuộc hạ của ta đang mai phục ở đó, nhưng sao lại không để cho bọn tà giáo đi qua trước và tấn công chúng từ phía sau chứ? Rui Yong đưa ánh mắt hoảng hốt nhìn về phía Mai ông với một cái lắc đầu cay đắng, thuộc hạ của ngài không tấn công chúng, họ bị tấn công. Mai ông bàng hoàng trợn trừng mắt lên, chờ đã, ngươi đang nói rằng kẻ thù đã phát hiện mai phục của ta và chiếm quyền chủ động trước sao? Rui Yong chỉ về phía một mỏm đá cách đó không xa và hỏi Mai ông, ngài có thấy nhóm người kia đang đi vòng qua bụi rậm không? Mai ông lập tức quay đầu nhìn theo hướng chỉ tay của Rui Yong, nheo mắt nhìn xuyên qua bóng tối và cảm nhận khí tức của đối phương. Ngay cả khi Mai Ông là một võ sĩ bậc thầy, ông ta cũng phải mất một lúc mới định hình được bóng dáng của những kẻ đang âm thầm lao đi trong bóng tối. Mai Ông không giấu nổi biểu cảm sừng sốt thốt lên, là hắc lang đội sao. Ryui Ông không biết Mai Ông đang nói đến lực lượng nào nên lập tức thắc mắc, hắc lang đội ư, Mai Ông liền giải thích ngắn gọn, đó là đội cấp dưới của thiên lang đội được dẫn đầu bởi thiên quỷ đao quân. Mai Ông thậm chí còn biết rõ hắc lang đội được lãnh đạo bởi một kẻ tên là Cho Jim Yong, được biết đến như tử thần của tà giáo trước sự xuất hiện của kẻ thù mạnh mẽ, Mai ông buộc phải bước lên trước và sẵn sàng tham chiến. Ông ta dặn dò Ryu ông, từ bây giờ ngươi phải tự bảo vệ bản thân thôi. Mai ông quyết đoán nhìn về phía nhóm quân của Jim Yong và trầm giọng khẳng định, ta phải làm chuyện mình cần làm rồi. Tuy nhiên, trong mắt Ryu ông lại lóe lên một suy nghĩ khác, những dây thần kinh căng thẳng bị kích thích đang hoạt động như điên để tìm kiếm chiến lược khác. Khi Mai ông đã chuẩn bị sẵn sàng đích thân xuất trận, Ryu ông liền tỏ ra nghi hoặc về quyết định của ông ấy, ngài có nhất thiết phải tự tay đánh với chúng không? Mai ông quả quyết gật đầu, chúng ta không có cao thủ võ lâm nào nữa để đối phó với đội trưởng Hắc Lang đội cho Jim Yong, vậy nên ta phải lãnh trách nhiệm này thôi. Đúng lúc Ryu Yong đang bí lối thì có một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía khu rừng đối diện, ta sẽ đánh với hắn. Hóa ra là John Hu giải quyết xong tên gián điệp rồi bây giờ mới chạy tới nơi, bang chủ, xin hãy tiếp tục chỉ huy trận chiến từ chỗ của ngài đi. Mai ông thấy John Hu quay lại thì vui mừng cười khoái trá, do huynh đệ, John Hu cũng tràn đầy phấn khích khi kịp thời hội quân với Mai Ông, ta xin lỗi vì đã tới trễ, thưa bang chủ. Ngay sau khi chào hỏi nhau bằng một ánh mắt, John Hu đã lập tức đạp lên một tảng đá gần chỗ Mai Ông đứng để quay đầu hướng về phía Hắc lang đội, ta sẽ giải thích mọi chuyện với ngài sau. Thấy John Hu phóng đi như chim với nội công bùng phát dữ dội quanh cơ thể, Ryu Ông không khỏi kinh ngạc, dù trước đó đã đoán rằng ông ta mạnh nhưng anh ấy không nghĩ sẽ mạnh ngang ngửa với Chiêu Quang và Unbi. Anh ta không kìm được trầm trồ cảm thán, cái người tên Jo Jon đó khá mạnh nhỉ. Mai ông gật đầu đồng tình đáp, hắn rất mạnh, hắn xem ta như chủ nhân vì ta đã cứu mạng hắn trước đây, hắn từng nói hắn xuất thân từ Bắc Hải Bang Cung. Mai ông trầm giọng thương tiếc kể về môn phái của John Hu, khi tà giáo chiếm đóng vùng biên giới của Võ Lâm, Bắc Hải Bang Cung đã cự tuyệt gia nhập tà giáo và đã bị diệt môn vào lúc đó. Ryu ông khẽ nhíu mày với sự đồng cảm sâu sắc, nếu vậy, nhất định ông ta sẽ có mối thâm thù đại hận với tà giáo rồi riui ông càng nghĩ càng thêm chóng ngợp trước sức mạnh của dân hu có lẽ sự thống hận sẽ khiến ông ta còn mạnh hơn lúc trước nữa đúng lúc này từ trong cánh rừng mà bang độc cô đang phục kích lại vang lên những âm thanh la hét dữ dội hơn nữa và những tiếng chém giết như thể có một cái máy gặt đang càn quét qua đó khiến mai ông và riui ông giật mình bàng hoàng mai ông linh cảm thấy tốc độ hạ gục đó không giống như những chiến binh bình thường khiến ông ta không khỏi hoang mang đừng nói với ta là đích thân thiên quỷ đao quân đang đánh nhau với đội phục kích Ri Ông nghe tới thiên quỷ đao quân Bách Un liền cảm thấy một cơn ớn lạnh trong lòng. Anh ta vẫn chưa thể vượt qua được nỗi sợ hãi từ trong thâm tâm khi nhắc tới cái tên đó. Thật ra đến ngay cả Mai Ông cũng cảm thấy bất an trước sự xuất hiện của Un Hâu. Ta hy vọng họ sẽ sống sót nhờ ưu thế từ việc phục kích. Mai Ông dù rất sốt ruột nhưng cũng chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi viện binh từ Nga Mi. Chúng ta phải giữ chân chúng ở đó càng lâu càng tốt cho tới khi họ đến đây. Trong khi đó, Ryu Yong đang băn khoăn không dám chắc liệu càn quét đội phục kích trong rừng kia có phải là Un Hâu hay không, hắn đang ở đâu. Liệu hắn có trong khu rừng đó không? Hay là từ một nơi ở trên cao, theo dòng suy đoán, Ryu Yong bất giác ngẩng đầu lên nhìn vào bầu trời đêm mù mịt. Đúng lúc này, anh ta nhìn thấy một cảnh tượng gây sốc tới mức sừng sốt trợn mắt há miệng ra. Trên một ngọn cây cổ thụ, dưới ánh trăng huyền ảo, một bóng người cao lớn dũng mãnh đang lặng lẽ đứng đó nhìn xuống toàn cảnh chiến trận bên dưới. Ngay cả khi không nhìn rõ mặt người đó thì khí tức hung hãn bao trùm đã đủ chứng minh thân phận của hắn ta. Mai ông cũng nhìn theo ánh mắt hoảng hốt của Ryu ông mà ngước lên phía ngọn cây, khoảnh khắc tận mắt nhìn thấy Un hâu, một võ sĩ bậc thầy đứng đầu một trong cửu đại môn phái cũng sững sờ chết lặng. Biểu cảm của Ryu ông cứng đờ lại với những giọt mồ hôi tuôn đầy chán cũng đã khoảng 11 năm rồi kể từ lần cuối mình gặp hắn, có vẻ như hắn đã mạnh lên nhiều rồi. Un đứng trên ngọn cây nhìn xuống bên dưới cao cao tại thượng như một thực thể nằm ngoài tầm với của con người. Hắn ta lặng lẽ lia cặp mắt sắc bén thâu tóm toàn bộ tình hình của cuộc chiến, dường như không gì có thể thoát khỏi lòng bàn tay của hắn ta. Ryuui ông khẽ nốt khan trong cảm giác choáng váng, dù không nhìn rõ gương mặt của Un hâu nhưng bộ tóc trắng và cánh tay quấn băng trắng đó là không thể nhầm lẫn vào đâu được nữa. Thiên Quỷ Đao Quân hiện tại chính là đồng đội cũ Un của anh ta. Ruiu ông vừa kinh hãi vừa không phục dáng vẻ tiêu sái toát lên sức mạnh vượt trội của Hâu, Giờ hắn đã trở thành một người đàn ông hùng mạnh ngoài sức tưởng tượng của mình rồi. May ông ngây người ra trong chớp ngợp một lúc mới có thể hồi thần lại và mở miệng. Vậy ra đó là thiên quỷ đao quân bách Hâu. Khi ông ta ngước nhìn về phía Hâu, tình cờ thấy được vì sao đỏ rực đang chiếu sáng như thể nó được sinh ra là dành cho hắn. Ông ta bất giác buột miệng cảm thán: Ngươi có thấy tinh tú bá vương trên đỉnh đầu hắn không? cứ như thể tinh tú bá vương đang nói rằng hắn là bá vương được chọn vậy trong mắt mai ông lúc này là một loạt cảm xúc hỗn loạn đang trộn lẫn với nhau vừa ngạc nhiên vừa thán phục lại vừa thoáng có sự e ngại nhất định đối với un hầu ri sau khi im lặng rất lâu đã chịu mở miệng nhưng điều mà anh ta nói lại là một lời khuyên lui binh xin hãy chạy đi ngay mai ông lập tức chuyển hướng ánh mắt về phía ri ông với một cái cau mày giận dữ không thể tin được lời quân sư mà ông ta đợi được lại là lời khuyên bỏ chạy Mai ông không giấu nổi giọng tức giận chất vấn Ryu bỏ chạy trong tình thế này sao? Ryu ông ngước nhìn Un với ánh mắt đờ đẫn, Bích Un đã tới cùng đội quân chủ chốt của mình rồi. Sau đó, anh ta lại lia mắt xuống chiến trường trong rừng với những tiếng la hét thất thanh chưa chấm dứt, âm thanh của cái chết đang đến rất gần. Một bầu trời u ám bao phủ tâm trạng của Ryu anh ta thẳng thắn nói, điều đó có nghĩa là cho dù phái Nga Mi có tới thì lợi thế để chúng ta chiến thắng đã mất rồi. Những bước chân của kẻ địch đang tiến đến ngày càng gần hơn. Cuộc càn quét trong rừng hung bạo như một cơn bão đang quét qua mà không gì có thể ngăn cản nổi. Sau khi quan sát tình hình đó, Mai Ông buộc phải ngậm ngùi thừa nhận, ta biết chúng ta đang thua vì lực chiến đấu của phe ta yếu hơn, nhưng ta không thể cứ bỏ chạy như vậy được. Ryu Ông thở dài cố gắng thuyết phục Mai Ông, thiên quỷ đao quân chắc đã biết được toàn bộ lực lượng của chúng ta đều ở đây. Thời khắc thiên quỷ đao quân đột nhập nhánh tứ xuyên thì lợi thế đã nghiêng về phe của chúng rồi, tình thế hiện giờ sẽ diễn biến theo đúng như dự liệu của hắn thôi. Thêm vào đó, Tất cả các biến số bất ngờ có thể xảy ra đều đã nằm trong sự tính toán của hắn rồi. Trong tình thế này, con đường duy nhất mà chúng ta có thể chọn là đưa ra một lựa chọn không thể lường trước được. Sau khi lắng nghe lời giải thích của Ryu Uiong, Mai Ông vẫn không thể hiểu được lý do tại sao anh ta đề nghị như vậy, chẳng lẽ lựa chọn đó lại là bỏ chạy sao? Trong thâm tâm Ryu Uiong biết rằng đó là một hành động đi ngược lẽ thường của các anh hùng hào kiệt, họ sẽ không bao giờ chấp nhận một việc hèn nhát như vậy. Ryu biết, và Unhou cũng biết thế. Đúng như dự đoán Mai ông không chút do dự từ chối ý kiến của Ryu ông với lý lẽ, một lần nữa ta cần phải nhắc nhở rằng ngươi không phải là người trong giang hồ. Mai ông hướng ánh mắt đầy kiên định nhìn Ryu ông, ngươi có biết lúc nào các cao thủ võ lâm cầm chắc cái chết khi chiến đấu không, đó là khoảnh khắc họ không còn ý chí và quay lưng bỏ chạy. Điều đó cũng đúng trong tình huống này, nếu chúng ta không chiến đấu đến cùng thì ngay khi chúng ta sợ hãi và quay lưng bỏ chạy, đó là lúc chúng ta sẽ bị xóa sổ. Ryu ông không hề nao núng đáp, đó chính là lẽ thường trong võ lâm. Khoảnh khắc đó mai ông mới bàng hoàng hiểu rõ lý do tại sao Ryu ông muốn ông ấy gạt bỏ chủ nghĩa anh hùng của mình và trở thành một kẻ hèn nhát. Vậy ý ngươi là? Ngươi muốn chúng ta đi ngược lại với lẽ thường đó, trong mắt của mai ông lóe lên một tia kinh ngạc xen lẫn sự hoài nghi sâu sắc. Muốn giữ lại thể diện cho mai ông, Ryu ông bèn thử tìm một phương án thỏa hiệp, vậy có chiến thuật rút lui nào mà người trong võ lâm hay dùng không? Mai ông ngẫm nghĩ giây lát rồi lắc đầu, chúng ta không có chiến thuật cụ thể nhưng mọi người đều biết rõ họ phải làm gì khi tình huống nguy cấp bắt buộc phải làm vậy. Ryu ông đành phải xóa bỏ suy nghĩ tìm kiếm một phương án vẹn cả đôi đường. Anh ta ngẫm ngợi dây lát rồi tiếp tục lựa chọn cách khuyên nhủ Mai Ông. Với điều đó, chúng ta có yếu tố nhân hòa rồi. Khi Mai Ông nhao mắt nhìn Ryu Ông một cách khó hiểu, anh ta nhìn lên trời và tiếp tục nói, may mắn là thiên thời và địa lợi cũng đứng về phe chúng ta. Mai Ông rơi vào hoang mang cực độ vì những lời nói đầy ẩn ý của Ryu Ông, ý ngươi nói nhân hòa, thiên thời, địa lợi là sao? Ryui ông ngước mặt lên trời và dự đoán như ra cát lượng nhập, trời sắp mưa rồi, có mùi của mưa trong gió. Mai ông lại thêm một lần kinh ngạc khó hiểu, mùi của mưa sao, suốt cuộc đời ông ta cho tới giờ vẫn chưa nghe tới thứ gọi là mùi của mưa bao giờ cả. Dẫu không biết mùi của mưa là gì nhưng mai ông vẫn có thể lờ mờ nhìn thấy từ đằng xa, những đám mây đen đặc đang ùn ùn kéo đến trên bầu trời. Những trận gió hung hăng tạt mạnh vào những đám mây đang vần vũ khiến cho Mai ông không còn thắc mắc hay hoài nghi về dự đoán của Ryu ông nữa. Nó đến rồi, đúng như ngươi nói, có vẻ trời sắp mưa rồi. Sau đó, Ryu ông chỉ ra con đường rút lui duy nhất mà họ có thể đi. Nếu chúng ta đi từ đây tới đó, băng qua khu rừng ở phía đông nam, sẽ có một con đường hẹp bên vách đá. Ngay cả khi đã suy đi tính lại kỹ lưỡng rồi, Ryu ông cũng không dám khẳng định chắc chắn 100% họ sẽ sống sót. Nếu chúng ta có thể tới đó an toàn, có lẽ chúng ta sẽ có đường sống. Mai ông cũng bắt đầu bị dao động bởi lý lẽ của Ryu Yong, một con đường hẹp, trên một con đường hẹp, một cao thủ võ lâm có thể chặn đứng hàng trăm quân địch. Ryu Yong gật đầu nói thêm, và tiểu thư độc cô cùng các sư cô phái Nga Mi chắc giờ cũng đang trên đường tới đó rồi, đúng lúc này, những giọt mưa bắt đầu rơi tí tách. Mưa giả dích xối xuống người họ dần trở thành những âm thanh rào rào dồn dập như đang thúc giục họ phải nhanh chóng đưa ra quyết định của mình riui ông ngửa mặt lên trời hướng lấy cơn mưa nặng hạt và thúc giục mai ông chúng ta phải nhanh lên không có thời gian đâu xin ngài hãy đưa ra quyết định đi riui ông vừa dứt lời một tia xét bất ngờ rạch ngang bầu trời mang theo âm thanh đùnh đùnh tăng thêm phần căng thẳng cho cuộc chiến mai ông rơi vào tình huống khó xử chưa từng có trong cuộc đời hành tẩu giang hồ của ông ta lựa chọn bỏ chạy bảo toàn tính mạng hay xông pha hết mình bất chấp sống chết cuối cùng mai ông cũng vì đại cục mà hy sinh danh dự của một võ sĩ Ta không chắc liệu quyết định ngay lúc này của ta có đúng hay không, bỏ chạy là điều khó có thể tưởng tượng được đối với một phó sĩ. Chúng ta sẽ làm theo lời ngươi nói, giọng của Mai Ông trở nên trầm lắng như thể tan vào cùng cơn mưa u ám. Ánh mắt của Mai Ông trở nên quyết đoán nhìn về phía các thuộc hạ đang lan xả trên chiến trường kênh Hoàng Long. Giờ chúng ta đã quyết định xong, chỉ có thể bắt tay vào làm và cầu mong rằng việc này là một lựa chọn đúng đắn. Ngay sau đó, Mai Ông quay về phía cánh rừng sau lưng và hét lớn hạ lệnh, đội phục kích của bang độc cô hãy nghe đây mọi người ở nguyên vị trí không được lùi một bước nào, hãy chặn đứng quân địch bằng tất cả sức mạnh của mình nếu các ngươi vẫn còn sức. Những thuộc hạ trong rừng không hề biết ý định chạy trốn của Mai Ông nên lập tức hô vang, xin tuân lệnh, chúng tôi đã nhận được lệnh của ngài. Nghe những tiếng hét thất thanh xen lẫn tiếng hô vang dội đầy chi khí đó, Ryui Ông không khỏi thương xót cho họ, bọn họ, không một ai trong số họ sẽ sống sót trở về. Mai Ông lạnh lùng quay ngoắt đi, ta biết, nhưng để cứu được ai đó thì nhất định phải có người hy sinh bản thân thôi. Mặc dù hạ lệnh xuống một cách quyết đoán như vậy nhưng trong lòng Mai ông cũng vô cùng dần vặt. Ta xin lỗi, tất cả những sự hy sinh của các ngươi, ta sẽ không quên nó cho dù ta có chết. Sau một phút mặc niệm cho những người đã, đang và sẽ ngã xuống, Mai ông đột ngột chụp lấy tay Ryui ông kéo đi, mau lên. Tuy nhiên, Ryui ông lại cương quyết không chạy theo ông ấy, nếu ta đi theo ngài, ta sẽ là gánh nặng của ngài nên hãy để ta ở lại, ta sẽ tự bảo vệ mạng sống của mình. Mai ông bực bội quát lên, đừng có ngớ ngẩn như thế. Ông ta nói với giọng gay gắt nhưng thực chất lại đang cố nài nỉ Ryu Yong, bọn ta cần ngươi giúp, hơn nữa không phải ngươi là kẻ duy nhất có thể dẫn ta tới con đường hẹp đó sao. Không quan tâm Ryu Yong có đồng ý hay không, mai ông vội vàng lôi anh ta chạy đi, hãy tin ta và giao phó bản thân ngươi cho ta là được. Ryu Yong nhắm mắt nhắm mũi chịu cảnh bị lôi đi, những giọt mưa đập vào rát cả mặt khiến anh ta không thể không than vãn trong lòng. Tốc độ nhanh khủng khiếp, khinh công của ngài ấy còn cao cường hơn cả tiểu thư độc cô nữa trong khi mai ông kéo Ryu ông chạy đi, hành động của họ rất có thể đã lọt vào tầm mắt của đấng đang đứng trên ngọn cây cổ thụ kia và trực tiếp kích động hắn ra trận. Nhưng Un Hau vẫn chỉ đứng nhìn một cách rừng dưng, có vẻ như Ryu ông đã đúng khi may mắn là vì cơn mưa xối xả che khuất tầm nhìn nên Un Hau đã không thấy rõ dáng vẻ đang trốn chạy của mai ông. Đúng lúc này, một sư cô phóng tới chiến trường trong màn mưa trắng xóa, bà ấy quyết đoán nhảy thẳng vào chiến trường trên kênh Hoàng Long mà không chút do dự tên mặt dài đã ngay lập tức phát hiện khí tức của sư cô đang cuồn cuộn như vũ bão tiến về phía đoàn quân của thánh giáo thiên quỷ trực giác mách bảo tên mặt dài trợn mắt lên nhìn chằm chằm xuyên qua màn mưa và rất nhanh sau đó hắn ta đã có thể khẳng định suy đoán của mình chúng tới rồi ngay lập tức tên mặt dài nhảy phóc lên không trung hướng về phía con kênh đang nhuốm màu đỏ rực giờ chúng đã tới rồi mình cũng phải chào hỏi thì mới đúng phép tắc chứ nhỉ tên mặt dài bật cười khanh khách với đôi mắt lóe lên sát khí đằng đằng cu ha 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 Nghĩ tới việc được kéo giãn gân cốt sau một thời gian buồn tẻ làm ta phấn khích lắm rồi đấy. Hắn ta đâm xuyên qua màn mưa với tốc độ khủng khiếp như một ngôi sao băng đang rơi xuống chỗ sư cô kia. Khi nhìn thấy sư cô đã ở ngay trước mắt mình, tên mặt dài không nhịn được kích động mà cười vang dội, ta tới đây, cu ha 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 ha. Khi tên mặt dài tiếp cận sư cô ở khoảng cách gần, sư cô mới có thể nhìn ra hắn chính là hắc quỷ kiếm, ma xin rang. Nhìn vào dáng vẻ vung kiếm đầy khoa trương của sin rang, sư cô không khỏi kinh ngạc nhớ lại, mặc dù liên minh võ lâm đã tuyên bố công khai hắn là kẻ thù chung của liên minh và ra lệnh truy sát hắn nhưng cuối cùng không một ai có thể bắt được hắn hắn đã lặn mất tâm cho tới tận bây giờ và không ai có thể tin được rằng một tên như vậy lại trở thành trưởng lão của tà giáo và tái xuất sư cô quyết liệt xông lên tấn công với một tiếng hét dữ dội có vẻ như một con quỷ đáng lý ra phải chết lại còn sống và vẫn thập thò quanh trung nguyên nhỉ xin rang không hề bị uy hiếp bởi khí thế của sư cô hắn ta vung kiếm lên chặn đứng lưỡi kiếm của bà ấy trong không trung hãy xem thử bang chủ phái nga mi có thể chặt được đầu ta không nào ngay khi hai lưỡi kiếm va chạm với nhau cả xin rang và sư cô bohion đồng loạt khoát tay hất đối thủ ra và nhảy vọt về hướng ngược lại sư cô bohion tiếp tục quay lại tấn công dồn dập bất kể ngươi từng mạnh thế nào đi chăng nữa giờ đây ngươi không phải là đối thủ của ta đâu trong khi đó mai ông kéo theo ryu ông bỏ trốn vẫn chưa biết được sư cô bohion đã tới nơi ông ta vội vàng bay tới hỗ trợ unbi kết liễu một trong hai lão già song sinh để cùng chạy trốn Mai ông rút kiếm vẽ một đường cung tuyệt đẹp trong không trung và buông tay Ryu ông ra trước khi xông đến tấn công lão già kia. Ngay khi mũi kiếm của Mai ông đâm tới chỗ lão già đang lơ lửng trên không trung, lão ta bị giật mình buộc phải đáp xuống đất để tránh cú đâm chí mạng. Lão già vừa đáp xuống đất chưa kịp đứng vững đã lãnh chọn một nhát chém của Mai ông bổ dọc xương sống, hoàn toàn không có khả năng chống đỡ khi cả hai phía trước sau của lão ta đều bị chặn đứng bởi kẻ địch. Lão già ho ra máu cùng một tiếng rên xiết đau đớn, Sương sống bị tẽ ra như trẻ che dội đến một cơn đau kinh hoàng. Mai ông cảm thấy có chút mất mặt khi nhìn thi thể lão già bị đánh lén đã ngã xuống, nếu có thời gian thì chúng ta đã không cần phải tấn công bất ngờ như thế này. Unbi cũng cực kỳ thắc mắc về hành động can thiệp của Mai ông, bang chủ, nhưng ông ấy đã ngay lập tức chặn lại cơ hội thắc mắc của anh ta, tình huống rất gấp rút, nhanh lên. Unbi không thể thốt ra lời phàn nàn của mình, còn Mai ông thì tiếp tục chuẩn bị xông sang chỗ của Chiêu Quang để đột kích lão già song sinh còn lại đúng lúc này mai ông thoáng thấy bóng sư cô bohion bị đánh bật đi trong màn đêm một tia xét lóe lên chớp nhoáng cho ông ta cơ hội nhìn thấy bà ấy mai ông sửng sốt căng mắt ra cố gắng soi vào bóng tối xuyên qua màn mưa muốn xem xem liệu có phải mình đã nhìn lầm hay không khi không tìm thấy bóng dáng sư cô bohion đâu nữa mai ông sốt sáng quay sang hỏi unbi có phải ngươi cũng vừa thấy sư cô bohion không unbi ngơ ngác lắc đầu tôi không biết tôi không thấy bà ấy Mai ông cảm thấy khá chắc chắn người mà ông ta vừa thấy bay ngang qua dưới sấm chớp là sư cô Bohion nhưng điều đó lại càng khiến ông ta lo lắng. Chết tiệt, không lẽ bà ấy bị đánh bại rồi sao? Đúng lúc đó, lão già còn lại trong cặp song sinh bị truy đuổi đã bất ngờ chạy tới. Mai ông và Unbi gật đầu ra hiệu cho nhau, cùng tư diệt hắn trước đã. Ngay lập tức hai người họ bật nhảy về phía lão già kia với tốc độ chớp nhoáng. Khoảnh khắc nhìn thấy Mai ông và Unbi chặn đường phía trước và bên trái, lão già kia lập tức rơi vào hoảng hốt sau lưng lão ta thì chiêu quang cũng đang áp sát tới rất gần rồi. trong khi đó, Yong chỉ còn lại một mình giáo giác tìm kiếm bóng dáng ai đó trong màn mưa. bang chủ độc cô chắc chắn vừa nhắc tới sư cô Bohion. nếu đó là bang chủ phái nga mi thì có nghĩa là tiểu thư độc cô cũng đang ở đây. Yong không ngừng cố gắng tìm kiếm hình ảnh người con gái ấy trong bóng tối, vừa vì để thông báo về chiến lược mới, vừa vì một chút niềm riêng nho nhỏ của mình. trở lại với trận chiến ba đánh một lão già bị vây khốn căm phẫn hét lên một tiếng chửi thề cay cú, chết, chết tiệt. Ngay sau đó, lão ta lộn nhào một vòng trong không trung rồi đạp lên một tảng đá lớn để đổi hướng di chuyển. Giờ ta không thể khâu tránh các ngươi, nhưng lần sau ta thể sẽ cắt hết mấy cái cổ đó. Trong chớp mắt, lão già đó đã phóng sang hướng duy nhất còn trống ở bên tay phải, tìm về với chỗ của hai đoàn quân đang giao chiến ác liệt để thoát khỏi sự vây hãm của ba người kia. Unbi bực bội gào lên chửi bới, con chuột xanh mãnh đó, hắn lủi đi như chuột vậy, nhưng cả ba người họ đều không đuổi theo lão ta nữa. Chiêu Quang băn khoăn nhìn Mai Ông can thiệp vào cuộc chiến tay đôi của mình và chờ đợi lời giải thích từ ông ấy. Có chuyện gì vậy? Phía sau có gì thay đổi sao? Mai Ông thông báo ngắn gọn nhưng đã truyền tải đầy đủ tính nghiêm trọng của vấn đề qua đôi mắt. Thiên quỷ đao quân Bích Un Hâu, hắn đang ở đây. Chiêu Quang và Un Bi thẳng thốt há hốc miệng. Họ không thể ngờ được rằng thiên quỷ đao quân lại thông minh đến mức phát hiện ra hành động của họ sớm như thế. Sau đó, Mai ông thẳng thắn nói với Chiêu Quang và Unbi về tình hình ở phía sau. Hiện giờ đội Mai Phục đang chặn Thiên Lang đội lại nhưng họ không chịu đựng được lâu đâu. Dù ta cũng đang rất cam phẫn, nhưng chúng ta phải nhanh ra khỏi đây. Mai ông cắn chặt răng đưa ra quyết sách bất đắc dĩ yêu cầu hai thủ lĩnh còn lại rút lui cùng mình. Sau đó, ông ấy gấp gáp chỉ về phía Ryu ông. Chúng ta không có thời gian, nên cậu ta sẽ chỉ đường cho mọi người. Chiêu Quang có mối thâm thù đại hận với Un Hâu nên không cam tâm bỏ chạy như vậy. Chúng ta không thể chiến đấu với Bích Unhau sao? Mai ông kiên quyết lắc đầu khuyên nhủ Chiêu Quang, nếu cơ hội thắng thấp thì sẽ khôn ngoan hơn khi để lần sau. Chiêu Quang và Unbi đều tức giận nghiến răng ken két, trong lòng họ đang diễn ra một cuộc đấu tranh gay gắt suy nghĩ xem có nên liều mạng ở lại chiến đấu tới cùng hay không. Thấy họ trần trừ, Mai ông liền thúc giục, nếu muốn cứu nhiều mạng người hơn, chúng ta phải di chuyển nhanh chóng. Chiêu Quang cuối cùng cũng dằn xuống được nỗi hận thấu xương và dứt khoát gật đầu với Mai ông, chúng tôi sẽ tuân lệnh ngài. Ngay sau đó, Chiêu quang hướng về phía chiến trường và gầm lên ra lệnh: Côn lôn rút lui, nhị cấp đệ tử sẽ trông chừng kẻ thù, phần còn lại đi theo ta. Unbi cũng nhanh chóng thông báo tới cho thuộc hạ của anh ta, phái bí thuật rút lui, các đội trưởng và phó đội trưởng ở lại cầm chân kẻ thù. Cuối cùng là mai ông thét vang mệnh lệnh truyền tới chiến trường trên con kênh. Bang độc cô phân công các đội trưởng cầm chân kẻ thù, phần còn lại sẽ rút lui. Ngay khi họ chuẩn bị rời đi, mai ông bất ngờ nghe thấy âm thanh của đao kiếm va chạm ở rất gần sau lưng ông ta trực giác mách bảo ông ấy phải kiểm tra tình hình bên đó không ngờ được mai ông lại nhìn thấy sư cô bohion đang bị xin rang đẩy lùi trong cuộc chiến tay đôi ông ta ngờ ngợ hết về phía bà ấy đó là sư cô bohion sao sư cô bohion vừa trao đổi chiêu thức với xin rang vừa đáp lại mai ông vì là tình huống khẩn cấp nên ta đã đến đây trước ban nãy sư cô bohion đã nghe được mệnh lệnh mà mai ông truyền xuống nên bà ấy liền chủ động đề nghị ta sẽ lo liệu tên quỷ xảo quyệt này nên hãy rút lui trước đi đệ tử phái ta sẽ sớm đến đây thôi. Mai ông không chút trần trừ lôi sình sạch ông đi và không quên nhắn nhủ sư cô Bohion, bọn ta có thể sắp xếp lại hàng ngũ và phản công sau, nên xin sư cô đừng cố sức quá. Mai ông lao như tên bắn trong màn đêm vì ngay khi thiên quỷ đao quân trực tiếp xuống tay, sẽ là bất khả thi để thoát khỏi đây. Ông ấy chỉ có thể hy vọng vào đội mai phục trong rừng có thể giữ chân đám thuộc hạ của Unhau ở đằng sau đủ lâu để mọi người chạy thoát. Lúc này, một tia sét đùng đoàn xé toạc đám mây lơ lửng trên không và đâm xuống đất kéo theo một tiếng nổ dữ dội như một vật kim khí dáng mạnh xuống ngỡ như hàng ngàn tấm sắt xô vào nhau đổ nhào trong cơn mưa sầm sập giọt ngã giọt bay bụi nước tỏa trắng ngần tia sét vậy mà lại đánh trúng một cái cây cổ thụ đã mục dũng từ bên trong thân cây trống rỗng vỡ toác ra thành vô vàn mảnh vụn một nửa phần thân cây bị sét đánh trúng đổ nhào xuống con kênh bên cạnh những mảnh than vụn ở nơi gỗ bị đốt cháy bởi tia sét lập tức bung ra theo quán tính một nửa thân cây còn lại cho đảo một hồi rồi mắc vào cái cây bên cạnh, đứng chơ ra một chỗ lơ lửng ngay trên mặt kênh đang xối xả ảo ảo dẫn thoát nước mưa. Chỉ vài giây sau, bầu trời lại rung chuyển và lóe sáng xanh lẻ, những giọt mưa sáng loáng như thép dưới ánh chớp. Nhưng Un Hâu đứng trên đỉnh của cái cây cổ thụ cao nhất vùng này lại không mảy may lo sợ bị xét đánh trúng. Hắn ta đứng trầm ngâm nhìn xuống toàn cảnh chiến trường bằng ánh mắt sắc lạnh. Mặc kệ bầu trời bị những tia chớp sâu xé rung chuyển sau lưng mình, mà những tia xét dù lớn dù nhỏ cũng như đang cố tình né hắn ra. Unhau rất nhanh đã phát hiện ra số lượng kẻ địch đang thưa thớt dần. Hơn nữa họ liên tục lui dần khỏi chiến trường quanh con kênh. Với khả năng đánh giá tình huống nhạy bén, Unhau không mất quá nhiều thời gian để xác định mục đích của kẻ địch. Xem ra chúng đang rút lui nhỉ? Ngay cả khi phát hiện ra hành động rút lui của các võ sĩ trái với tâm lý bình thường của các anh hùng hào kiệt, nhưng Unhau dường như không có một tia kinh ngạc nào trong mắt. Như thể mọi biến số đã được hắn tính toán hết rồi hắn chỉ tò mò về người đưa ra chiến lược này, đó có thể là ai được chứ? Kẻ có thể có cái đầu lạnh như thế trong tình huống này. Un Hâu càng nghĩ càng thêm hiếu kỳ và bắt đầu bực bội vì kế hoạch của mình đang bị đẩy chệch hướng dần. Kẻ đã nhận ra Iowa là gián điệp và khiến nàng ta phải tự sát, và kẻ đã viết 10 giờ tối lên chiếc lá đó, có thể nào là cùng một người không? Khi Un Hâu ngước nhìn về phía bá vương chi tinh để tìm kiếm sự an ủi, hắn không khỏi thất vọng than thở, bầu trời u tối này đã che phủ tinh tú bá vương rồi. Ngay sau đó, ánh mắt sắc lạnh của Un Hâu tràn đầy sát khí lia xuống chiến trường bên dưới, đến lúc hành động rồi. Cùng với một nụ cười ngạo mạn pha lẫn sự điên cuồng muốn tìm kiếm kẻ đã gây ra mọi phiền phức cho mình, Un Hâu rút đao ra và nhảy xuống khỏi ngọn cây cao hàng chục mét. Khi bước chân của Un Hâu vừa rời khỏi ngọn cây, Bá Vương Chi Tinh bất ngờ lóe sáng như thể âm thầm hưởng ứng nhiệt liệt với khí thế dẫn người toát ra từ hắn ta. Un Hâu lao tới chiến trường trên con kênh với thanh đao sắc bén mở đường rạch ngang màn mưa. Trong chớp mắt, ánh sáng màu xanh lóe lên tạo thành hình một lưỡi đao sắc bén đâm xuyên ngực một võ sĩ theo lưỡi đao chém xuống nhẹ nhàng như là nước mùa thu một võ sĩ nữa ngã xuống máu tươi bắn tung tóe từng võ sĩ cứ như thế lần lượt bị un hâu xuất một đao kết liễu cảm thụ được lưỡi đao lạnh băng ngay trước mặt nhưng các võ sĩ chẳng thể phản ứng kịp với tốc độ của lưỡi đao un hâu di chuyển giữa đám võ sĩ nhẹ nhàng như một cơn gió thoảng qua nhưng chỉ cần lưỡi đao của hắn lóe sáng ắt sẽ mang theo một cái mạng thân hình của un hâu di chuyển nhàn nhã như đang đi dạo lại là lướt như đang trượt trên mặt băng lưỡi đao đã lấy đi hơn chục mạng người nhưng vẫn không vương chút máu chỉ trong chốc lát hắn đã giết hơn chục võ sĩ khiến cho dòng nước mưa dưới đất đều bị nhuộm thấm máu tươi từng tia máu phun ào ào lên không trung như tô điểm thêm một chút sắc màu cho màn mưa nhạt nhòa trên khóe miệng un hâu nở một nụ cười khoan khoái và trong mắt hắn ta lóe lên một tia nham hiểm chúng ta có nên bắt đầu dồn thỏ vào đường cùng chưa nhỉ đúng lúc này sấm sét đùng đùng lại rạch xé bầu trời âm u, hắt những luồng sáng chói lóa chớp nhoáng lên gương mặt đầy vẻ thâm hiểm của Un hầu. Nụ cười của hắn càng sâu hơn, như thể những thứ tưởng là ngoài dữ liệu thực tế đều đã nằm trong dữ liệu của hắn. Nhìn xuống lưỡi đao sáng loáng dưới ánh chớp, hắn ta không kiềm chế được cảm xúc hưng phấn xen lẫn hiếu kỳ, ta hứng thú với thân phận của kẻ đó lắm đấy. Trời càng về khuya, mưa càng thêm nặng hạt, gió ào ào tạt ngang tạt dọc khiến những hạt mưa đông rơi xuống sắc lạnh như mũi kim đâm vào da thịt. Ri Ui ông chịu trách nhiệm dẫn đường cho các võ sĩ chạy trước, anh ta cứ cắm đầu chạy xuyên qua màn đêm mà chẳng biết bản thân đã chạy được bao xa rồi. Nếu không phải nhờ có trí nhớ của cơ thể anh ấy về đường đi, tất cả mọi người có lẽ đã bị lạc trong khu rừng tối tăm mù mịt dưới màn mưa này. Những tia sét vẫn đang hoành hành dày xéo khu rừng, không may một vệt sáng chói lóa đã đánh xuống một thân cây trên đường chạy trốn của đoàn quân. Ri Ui ông không còn tâm trí để ý tới sét đang đánh tới đâu nữa, anh ta mải miết chạy với hy vọng là bản thân đang đi đúng đường. Tuy nhiên, thân cây vừa bị sét đánh chúng đã phát nổ ngay lúc Ryu ông chạy ngang qua nó, lửa bùng lên từ bên trong và phá vỡ lớp vỏ cây với hơi nóng hừng hực. Những nhánh cây bắt lửa rơi xuống ngay trước mặt Ryu ông khiến anh ấy suýt nữa thì toi một mạng, may thay đôi chân nhanh nhẹn đã kịp thời nhảy sang một bên né tránh. Ryu ông căng thẳng cực độ với trái tim như vừa mới bắn ra khỏi lồng ngực, nhưng anh ta tự nhủ bản thân không thể dừng lại nghỉ ngơi được. Gánh vác trên vai mạng sống của hàng trăm người, Ryu không ngừng nhắc nhở bản thân mình sẽ phải chạy đến hơi thở cuối cùng, đến khi con tim này ngừng đập. Ryu ông vừa chạy vừa ngoái lại nhìn xem các võ sĩ có đang chạy theo lối mòn mà anh ấy để lại được không. Khoảnh khắc thấy hàng trăm người đang dầm dập chạy theo mình, Ryu ông càng thêm quyết tâm phải kiên cường, bước chân của mình có thể dẫn đến đường sống hoặc là cái chết đối với họ. Bỗng dưng gánh nặng khiến cho trong lòng Ryu ông cảm thấy sợ hãi khi đối diện trở lại với bóng tối trước mắt, mình sợ quá, mình có đang chạy đúng đường không đây trong lòng anh ta dần bị lấp đầy bởi nỗi lo âu không dám chắc chuyện rút lui này có tiến triển được suôn sẻ như dự tính hay không. Một giây phút sợ hãi thoáng qua khiến cho cơ thể đã thấm mệt của Ryu Uy ông chùn bước dừng lại, nhớ đâu họ bị xóa sổ nhanh hơn chỉ vì những gì mình nói thì sao. Ryu Uy ông vịn vào một cái cây, vừa thở hồng hộc vừa tự trách sự ngu ngốc của bản thân, sao mình lại vướng vào vụ này chứ? Anh ta càng suy nghĩ lại càng cảm thấy không còn tự tin vào chiến lược của mình, sao mình lại sợ hãi khi nghĩ tới những chuyện có thể xảy ra, cho dù đây là kế hoạch của mình cơ chứ. Sau khi nghỉ chân vài giây, Ryu Yong cuối cùng cũng thúc giục bản thân nhấc chân lên và chạy tiếp. Nhưng anh ấy vẫn còn chìm đắm trong những suy nghĩ mông lung, tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này, chuyện này là do. Baek Un Hâu, thiên quỷ đao quân, bởi vì hắn ta, hay là vì cô ấy, khoảnh khắc Ryu Yong nhớ tới Doc Go Seo và an nguy của cô ấy cùng đồng đội của cô ấy có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi kế hoạch này, trái tim anh ta bỗng trở nên sợ hãi khủng khiếp hiển nhiên sự sợ hãi khi đối đầu với un là một yếu tố nhưng sự sợ hãi liên quan đến dóc thậm chí còn lớn hơn đúng lúc này cảnh tượng trước mắt khiến riu Ong bàng hoàng trong giây lát một nhóm người đang rầm rộ kéo đến chỗ riu Ong từ hướng ngược lại dưới màn mưa anh ta chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy những bóng người qua luồng sáng chớp nhoáng từ những tia sét gương mặt trắng bệch vì sợ hãi của riu Ong dần tươi tắn trở lại anh ta cẩn trọng nhìn xuyên qua bóng tối và ngờ ngợ nhận ra đó có thể là đoàn cứu viện mà anh ta đang chờ đợi khi một tia sét nữa lóe sáng trên bầu trời, gương mặt của người đang chạy về phía Ryuion đã trở nên rõ ràng là Doc Seo và các sư cô của phái Nga Mi. sừng sốt trợn trừng mắt lên khi xác nhận đó chính là Doc Seo. trái tim đang run rẩy vì sợ hãi bỗng dưng đã trở nên bình yên. Doc Seo cũng kinh ngạc mở tròn mắt khi gặp Ryuion trên con đường này, chuyện này không nằm trong kế hoạch mà hai người họ đã bàn với nhau khi còn ở bờ sông đôi mắt đang rung lên vì hoảng loạn của Ryu đã trở nên tĩnh lặng như mặt hồ ngay khi ánh mắt của hai người họ va chạm với nhau trong cơn mưa bút giá. Đốc gâu xeo cười rạng rỡ reo lên, công tử tron, có phải là công tử tron không? Gặp lại đốc gâu xeo, gánh nặng trên vai Ryu bỗng dưng nhẹ bẫng đi, anh ta vui mừng cười toe toét. Nghe đốc gâu xeo lặp đi lặp lại gọi công tử tron, Ryu vừa bất ngờ vừa xúc động vội vàng chạy tới chỗ cô ấy, từ khi sinh ra tới giờ, đây là lần đầu tiên mình được ai đó gọi như vậy đấy thấy đối phương chỉ chạy tới mà không trả lời, Doc Go nghi hoặc lại lặp lại câu hỏi, đấy là công tử tròn phải không? Nhưng tim Ryu ông đã đập nhanh tới mức khiến cho anh ta nhất thời quên mất phải làm gì. Cảm nhận rõ trái tim đang bồi hồi rộn rã trong lồng ngực, Ryu ông không khỏi kinh ngạc băn khoăn, sao mình lại háo hức khi gặp lại cô ấy vậy nhỉ? Những võ sĩ đi đằng sau Ryu ông đã thấy nhóm sư cô ở phía đối diện liền hét lớn nhắc nhở anh ấy, cậu có thấy không họ, họ đến từ phái Nga mi đó. Các võ sĩ khác cũng bắt đầu gieo vang vui mừng. Đúng vậy, là tiểu thư bang độc cô đưa họ đến đây đấy. Duy chỉ có Ryu ông là vẫn không thể nói lời nào vì đuối sức. Chiêu Quang và Unbi vội vàng chạy lên trước thông báo chiến lược. Ta là Han Chu Wang đến từ phái Côn Lôn. Cả đội quân đang rút lui nên phái Nga Mi cũng hãy đổi đội hình rút lui luôn đi. Khi Ryu ông và Đốc Gâu xeo chạy đến gần với nhau, hai người họ đều không thể nói nên lời vì sự xúc động sâu sắc trong lòng. Doggosell ngây người ra quên cả việc thắc mắc về lý do tại sao chiến lược tự nhiên thay đổi. Mãi rồi Doggosell mới có thể mở lời với nụ cười ấm áp và ánh mắt chiều mến nhìn Ryuion, "Chúng ta gặp lại nhau rồi, công tử tròn." Chỉ một nụ cười của Doggosell đã khiến cho sự mệt mỏi trong lòng Ryuion tan biến, anh ta lau đi những giọt mồ hôi lạnh hòa với nước mưa trên mặt và mỉm cười khúc khích. Lúc này, các sư cô của phái Nga Mi không đổi hướng mà quyết định tiếp tục chạy về phía kênh Hoàng Long, "Mọi người hãy tiếp tục rút lui đi." chúng tôi sẽ triển khai đội hình phục kích ẩn nấp và để ngăn chặn hậu quân truy đuổi của chúng. Cùng với đội hình thập bát la hán của Thiếu Lâm, chúng tôi sẽ triển khai hai đội hình để có thể ép ngược lại bọn chúng. Trong một khoảnh khắc, Ryuong và Doggo Seo như thể đang đứng trong một không gian tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Các sư cô và võ sĩ đã chạy qua hết rồi mà hai người họ vẫn lưu luyến chưa muốn chia xa. Chiêu Quang dẫn theo nhóm võ sĩ tiếp tục chạy với lòng cảm kích sâu sắc đối với các sư cô. Cảm ơn, chúng tôi trông cậy vào mọi người đấy. Các sư cô không nề hà nguy hiểm mà phóng khoáng đáp, bọn tôi sẽ chịu trách nhiệm ngăn chặn ở phía sau nên đừng lo lắng, cứ đi tiếp đi. Ryuong và Doggo Seo lưu luyến trao nhau những ánh mắt động viên trước khi tiếp tục nhiệm vụ của mình. Ryuong gấp rút mở lời tạm biệt Doggo Seo trước, nói chuyện sau nhà. Ngay sau đó, anh ấy động viên Doggo Seo rồi chạy tiếp cùng nhóm võ sĩ, tình hình khẩn cấp lắm rồi, mau di chuyển thôi. Doggo Seo ngây ngẩn một lúc mới nhớ ra vấn đề quan trọng nhất hiện tại, nếu như tình hình khẩn cấp thì có nghĩa là. Ngay sau đó, cô ấy đột ngột chuyển hướng chạy theo Ryuion, trong lòng đoán chắc đội quân chính của Thiên Quỷ Đao Quân đã đến rồi. Dù trong lòng đang trào dâng cảm giác tự trách vì không thể dẫn người tới cứu viện sớm hơn, nhưng Doggo Seo đã nhanh chóng gạt đi suy nghĩ đó. Bây giờ không phải là lúc để nghĩ về chuyện này, mình phải tập trung vào chuyện đưa mọi người rời khỏi đây trước đã. Khi tiếp cận gần với Ryuion, Doggo Seo bất ngờ chụp lấy cổ tay anh ấy ryu yong giật mình quay sang nhìn doggo seo với ánh mắt kinh ngạc thấy dáng vẻ mệt mỏi của ryu yong lần này doggo seo chủ động đề nghị có muốn leo lên phía sau lưng tôi không với chi khí của một đấng nam nhi đại trưởng phu ryu yong lắc đầu kiên quyết đáp không cần đâu ta ổn mà doggo seo chiều theo ý ryu yong và chỉ đơn giản kéo anh ta chạy vút đi được rồi vậy thì ta sẽ giúp người chạy thôi cứ thế doggo seo nắm chặt lấy tay ryu yong khiến cho một luồng hơi ấm từ từ lan tỏa dần tới trái tim anh ấy. Tốc độ của Doggo Seo nhanh tới mức ông không biết là mình đang chạy hay là đang bị lôi đi nữa. Nhưng có một điều mà ông khá chắc chắn là có những lúc chân anh ta đã không chạm đến mặt đất. Quan trọng hơn là trong giây phút này, trái tim của ông cũng đang lâng lâng như bay lên vậy. Không lâu sau đó, một trận sấm sét long trời lở đất nữa lại giáng xuống. Những tia sét tiếp tục tàn phá khu rừng như thể thiên nhiên đang chút giận vô tội vạ xuống những thân cây đã tàn tạ. Cuối cùng, sau một trận sấm sét dung chuyển đất trời đó, cơn mưa cũng chịu ngớt. Màn mưa mỏng đi khi những giọt nước rơi xuống thưa dần, từng khối mây đen nặng nề răng mắc khắp bầu trời cũng trở nên nhẹ bẫng. Chẳng bao lâu sau, mưa rứt, mây chỉ còn là một tấm màng mỏng tanh bị gió vén lên, để chỗ cho vầng trăng tròn vàng vặc và bá vương chi tinh dần lộ diện. Khi bầu trời đêm được thắp sáng trở lại bởi ánh trăng cũng là lúc mà nhóm võ sĩ đến được con đường độc đạo bên vách đá. Trước khi đặt chân lên con đường gỗ trông treo trên vách đá, Uy ông cẩn trọng nhắc nhở mọi người, từ bây giờ mọi người phải cẩn thận hết mức đấy. Đốc Gâu Seo lúc chiều đã đi qua con đường này nên cũng góp lời căn dặn mọi người. Con đường càng lên cao sẽ càng hẹp lại nên phải cẩn trọng hết mức có thể. Sau đó, Đốc Gâu Sel cùng Uy ông bước lên con đường gỗ trông trên trước. Ta sẽ dẫn đường, hãy cẩn thận lúc đi theo nhé. Những bước chân dè dặt đặt lên những tấm ván gỗ kêu cót kết, con đường cũ kỹ tới mức mỗi khi có người di chuyển nó đều rung lắc theo. Vì con đường không đủ chắc chắn để đoàn quân đi qua cùng một lượt nên họ phải giãn tách nhau ra đồng thời sử dụng kỹ thuật cơ động để làm nhẹ cơ thể hết mức có thể. Sau khi di chuyển được 2 phần 3 con đường, ông ra hiệu cho mọi người dừng lại. Khi đã xác định đằng sau không còn truy binh nữa, ông mới có thể thở phào nhẹ nhõm dừng lại nghỉ ngơi dây lát, cuối cùng chúng ta cũng làm được rồi. Dừng lại giữa khung cảnh dựng ngợp của các vách đá, ông và Doggo Seo bất giác nắm lấy tay nhau, anh ấy dịu dàng nói, chúng ta sẽ có thể an tâm nghỉ ngơi một khi đi hết được con đường này an toàn khi thấy dockgo seo khẽ gật đầu riui bỗng dưng quay đầu nhìn về phía sau với ánh mắt đượm buồn thấy đoàn quân gần nghìn người đã chết ít nhất là một nửa riui không khỏi thương tâm thở dài còn ít người hơn ta nghĩ anh ấy cũng bồn chồn không yên khi chưa thấy bóng dáng mai ông và hai thủ lĩnh còn lại đâu có chuyện gì xảy ra trên đường đến đây sao dockgo seo lập tức chấn an riui đừng lo ta chắc chắn họ chỉ đi ngay phía sau chúng ta thôi Cô ấy động viên Ryu Ông cũng là đang tự chấn an bản thân. Các cao thủ có sức mạnh hàng đầu võ lâm đang đảm bảo an toàn cho chúng ta từ phía sau mà. Ryu nhanh chóng vực dậy tinh thần khỏi sự bi thương và bất an. Đúng vậy. Sau đó, anh ấy chỉ về phía trước và lên kế hoạch. Chiều dài của con đường này cỡ 50 thước. Nếu ta phá hủy nó sau khi chúng ta đi qua, quân địch sẽ không thể đi theo chúng ta được. Doggo Seo nghe tới đây liền rơi vào trầm tư. Nếu phá hủy con đường ngay thì có nghĩa là cha của cô ấy và những người phía sau sẽ không còn đường thoát. Đốc Gâu xeo không chút do dự buông tay ông ra, ngươi sẽ phải đi một mình từ đây rồi. Trong thoáng chốc, trái tim của ông đập loạn lên vì lo lắng, anh ta cau mày khó hiểu nhìn cô ấy, đi một mình sao, cô đang nói gì vậy? Thấy Đốc Gâu xeo quay đầu nhìn về phía con đường phía sau, ông càng thêm bất an trong lòng. Anh ấy nhớn mày khó hiểu hỏi thẳng Đốc Gâu xeo. độc cô tiểu thư, Cô không định đi với ta sao? Doc Goldsell nhìn về con đường phía sau với ánh mắt kiên định, ta sẽ chờ cha của ta. Riui ông định mở miệng nói gì đó để thuyết phục cô ấy rằng họ nên đi cùng nhau, nhưng rồi anh ta lại chẳng biết phải khuyên như thế nào trong trường hợp này. Doc Goldsell quyết đoán đẩy Riui ông về phía trước và đốc thúc mọi người, chúng ta không còn nhiều thời gian đâu. Khi đoàn người tiếp tục di chuyển, Doc Goldsell dặn dò họ một lần nữa, mọi người hãy cố gắng vượt qua nơi này càng sớm càng tốt sau đó chúng ta mới có thể giúp những người đồng đội và những người đang canh chừng phía sau. Ui ông cuối cùng cũng từ bỏ ý định khuyên nhủ Dokgo Seo và quyết tâm dẫn mọi người tới nơi an toàn trước. trước khi quay lại đầu đường chờ đợi nhóm người mai ông đến đủ, Dokgo Seo lưu luyến nhìn Ui ông một lần nữa. ngay lúc đó, Ui ông sực nhớ ra phải chỉ dẫn đường cho Dokgo Seo. nếu cô đi thêm một đoạn nữa qua con đường này, ở hai bên vách đá sẽ có một chỗ để người trượt xuống. nằm ở bên phải ngọn núi sẽ có một đường dốc xuống thẳng chân núi ở dưới đó sẽ có một vùng đồng bằng. Hãy lập kế hoạch bắt đầu phòng thủ ở vùng đồng bằng đó và tập hợp tất cả lực lượng của chúng ta lại." Doggo Seal gật gù có vẻ lắng nghe chăm chú kế hoạch của Ryuion, nhưng trong đôi mắt của cô ấy lại có chút lơ đễnh không nỡ rời xa. Nhìn Ryuion đến mức thất thần trong giây lát, Doggo Seal bừng tỉnh bối rối đáp, "Được thôi, ta sẽ gặp lại người ở đó." Sau đó, hai người họ lại nhìn vào mắt nhau một lúc, cảm giác vừa quyến luyến vừa lo lắng cho đối phương. Ruiu ông bối rối quay đầu đi trước che giấu sự ngại ngùng sau khi nhìn sâu vào đôi mắt long lanh như ngọc của Đốc Gâu Seo, cẩn trọng nhé. Thấy giọng điệu dịu dàng và cử chỉ ngượng ngùng của Ruiu ông, Đốc Gâu Seo không nhịn được mà bật cười thích thú. Sau đó, hai người họ dứt khoát đi về hai hướng tách nhau ra, nhưng trong lòng lại bất giác cứ hướng về đối phương. Đốc Gâu Seo đi len qua nhóm võ sĩ và cẩn thận dặn dò họ thêm: Con đường này không được vững lắm đâu. Ta không chắc nó có thể chịu được sức nặng của tất cả mọi người nên nó sẽ có thể bị sập. Vì thế hãy luôn luôn sử dụng kỹ năng cơ động để làm cơ thể của mọi người nhẹ nhất có thể nhé. Các võ sĩ đã nhận thức được vấn đề đó từ đầu mà không cần đến sự nhắc nhở của Doc Seal, nhưng họ vẫn vui vẻ tỏ ra là không biết gì, "Đã rõ, chúng tôi sẽ làm theo chỉ dẫn." Sau đó, Ryuion tiếp tục dẫn đường cho các võ sĩ đến đoạn ngách thông xuống vùng đồng bằng. Doc Seal lặng lẽ đứng lại nhìn đoàn người nối đuôi nhau bước đi, trong lòng thầm nhủ mọi người hãy cẩn thận nhưng hầu hết sự quan tâm đều dành cho Ryuion. Cô ấy nán lại chờ cho tới khi người cuối cùng của đoàn quân đi khuất qua một mỏm đá trồi ra bên vách núi. Tới lúc này, Doggo Seo mới có thể an tâm quay đầu tiến về hướng đầu của con đường. Tuy nhiên, cô ấy chỉ vừa mới xoay người, còn chưa kịp nhấc chân đi đã đột ngột nghe thấy tiếng hét thất thanh của Ryu và mọi người, oái, công tử tròn. Doggo Seo hoảng hốt vội vàng quay đầu nhìn lại, có chuyện gì vậy? Hóa ra vài giây trước, Ryu vô tình dẫm phải một tấm gỗ đã quá mục nát nên hụt chân rơi xuống. Tiếng hét thất thanh vang lên là lúc anh ta ngã nhào khỏi vách đá và rơi tự do. Mọi chuyện diễn biến nhanh đến mức anh ấy còn chưa kịp nhận thức được tình huống nguy hiểm. Khoảnh khắc Ryu ông rớt khỏi con đường độc mộc, một bàn tay vội vàng vươn ra với về phía anh ấy. May thay bàn tay của võ sĩ đó đã kịp thời túm được cổ tay Ryu ông và kéo anh ta lên. Ryu ông vã mồ hôi lạnh đầy trán trong khi ngước nhìn lên, người cứu được anh ta là một võ sĩ nhỏ nhắn và trông có vẻ rất hoạt bát lanh lợi cậu ta xoạc hai chân trên đoạn cầu bị gãy mà không gặp chút khó khăn gì. Thiếu niên còn thoải mái cười toe toét trong khi đang thực hiện một tư thế đu người rất khó để thực hiện đối với đàn ông, bắt được công tử rồi. Bây giờ Ryu Yong mới hoàn hồn nhìn xuống dưới chân mình, anh ta nhận ra mình đang lơ lửng trên một vực sâu thăm thẳm, cảnh tượng rùng rợn khiến anh ta không khỏi kinh hãi trong lòng. Ryu vội vàng ngẩng lên nhìn lại chàng trai vừa mới cứu mình để giảm bớt cảm giác sợ hãi, trong lòng cũng thầm thán phục sự nhanh nhẹn và khỏe mạnh của thiếu niên kia. Chàng trai trẻ vẫn cười toe toét khom người kéo Ryu ông lên ngay lập tức, lên đây nào. Cậu ta thậm chí chỉ cần dùng một tay để nhấc bổng Ryu ông lên trong tư thế khó nhằn như vậy. Các võ sĩ thấy Ryu ông được kéo lên an toàn liền hò reo khen ngợi thiếu niên kia, hay quá, cậu làm tốt lắm, ngự tố giả, giữ chặt vào. Sau đó, mọi người đỡ Ryu ông dậy và đưa anh ta đi qua phần đường bị gãy, cẩn thận, cẩn thận, Đốc Gâu sao chỉ nghe tiếng thét của Ryu ông đã hoảng hốt gào hỏi, có chuyện gì vậy, ngươi không sao chứ? Ri Huyong sau khi lấy lại bình tĩnh mới đáp lại Doc Gosell, bây giờ ta ổn rồi, đừng lo cho ta. Đúng, các võ sĩ khác hỗ trợ giải thích, bởi vì trời mưa nên cây cầu đã bị ngấm nước và trở nên yếu đi. Công tử tròn suýt nữa thì bị rơi xuống nhưng mà ngự tố giả đã cứu lấy anh ấy rồi. Doc Gosell thở phào với một nụ cười ngọt ngào khi biết Ri Huyong vẫn an toàn, ôi, nhẹ cả người. Sau đó, Doc Gosell đặc biệt dặn dò các võ sĩ, sẽ lại có thể xảy ra chuyện đó nữa, nên ai đó hãy cõng anh ấy lên lưng đi những tiếng cười giòn giã vang vọng trên vách núi đáp lại yêu cầu của Doggo Seo, đừng lo, tôi đã cõng anh ấy rồi đây, ha 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 ha. Doggo Seo cũng cười theo họ với vẻ mặt ái ngại thay cho Ryuyong, trong lòng cô ấy đang đoán chắc Ryuyong lại cảm thấy mất thể diện khi phải để người khác lo liệu đến mức này rồi. Doggo Seo bấy giờ mới an tâm quay lưng rời đi, cái khoảnh khắc mà mình cứ nghĩ là đã có chuyện gì xảy ra với hắn ta, tim mình như muốn rớt ra ngoài một cách vô thức. Doggo Seo không biết chắc cảm giác này là gì, nhưng một nụ cười ngọt ngào bất giác hiện trên môi cô ấy, có lẽ là vì mình đã trở nên thân thiết hơn với anh ta rồi. Sau đó, những tiếng cọt kẹt tiếp tục vang lên trên con đường gỗ cũ kỹ. Đúng như Doggo Seo dự đoán, Ryu đang vô cùng ngại ngùng vì lại phải để người khác cõng và bảo vệ tính mạng cho anh ta. Các võ sĩ không hiểu được tâm trạng của Ryu Yong nên vô tư cười nói động viên anh ấy, bây giờ ngài đừng lo lắng, công tử chon ngài sẽ không bao giờ rơi nữa đâu, ha 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 ha. Họ không biết rằng những lời khích lệ đó lại vô tình trở thành con dao cứa vào trái tim đang dỉ máu của Ryu Uông. Nghĩ lại cảnh Suýt bị rơi xuống vực ba nãy, mồ hôi lạnh lại thấm đẫm gương mặt trắng nhợt của anh ta. Ryu Uông cố gắng hít thở sâu và bình ổn trái tim đang run rẩy của mình. Sau đó, anh ấy lẩm bẩm đưa ra một quyết định trọng đại võ thuật. Võ sĩ đang cõng Ryu Uông trên lưng nghe không hiểu liền quay lại hỏi anh ấy sao cơ? Ryu Uông nói với ánh mắt tràn đầy ý chí và quyết tâm sâu sắc: Ta cần phải học võ thuật ông thành thật chia sẻ cảm giác bất lực của anh ta khi tính mạng cứ phải nhờ người khác cứu nếu ta không muốn dựa dẫm vào người khác nữa thì ta nghĩ ta sẽ cần phải học võ thuật chàng trai trẻ được mệnh danh là ngự tố giả nghe thấy ý định của Rio ông liền bật cười trong lòng thầm châm chọc anh ta ngốc tới mức không biết điểm mạnh của mình võ sĩ cõng Rio ông cũng cảm thấy ý định của anh ta là không cần thiết và chân thành nói công tử Chon, ngài đang sở hữu một thứ gì đó còn mạnh hơn cả võ thuật nữa đấy Rio ông nhíu mày nghi hoặc nhìn võ sĩ một thứ gì đó mạnh hơn cả võ thuật sao? võ sĩ kia liền giải thích, đương nhiên là sự thông minh của ngài rồi, những chiến lược của ngài đã cứu sống tất cả chúng tôi. đó là thứ mà không phải ai cũng có thể có được đâu. ngự tố giả nghe vậy cũng âm thầm đồng tình với võ sĩ kia. võ sĩ cõng Ryuon tiếp tục khuyên anh ấy, võ thuật là một thứ gì đó có thể luyện tập, nhưng chúng ta không thể làm gì với trí tuệ mà chúng ta đã có từ khi mới sinh ra rồi, đúng không? võ sĩ mỉm cười khích lệ Ryuon tôi thật sự ghen tị với trí tuệ của ngài lắm đấy, công tử tròn. Ryu ông được công nhận về trí tuệ một lần nữa thì lại rơi vào trầm tư. trong lòng anh ta vẫn chưa thể dứt bỏ hoàn toàn suy nghĩ rằng những lời nói của anh rất có thể sẽ đưa mọi người đến nguy hiểm. vì vậy anh ta không thấy nó quá tuyệt vời như người khác nghĩ. lúc này ở phía bên kia của vách đá, Doctor Seo đang kiên nhẫn chờ đợi trong thấp thỏm lo âu. không gian âm u hun hút trên trườn núi dựng đứng càng khiến cô ấy thêm nặng chịu trong lòng. Đốc gâu xeo đếm từng giây trôi qua trong khi ánh mắt không rời khỏi đoạn đầu của con đường gỗ, chắc mọi người sẽ ổn thôi nhỉ. Khi ở một mình, nỗi bất an trong lòng cô ấy càng dâng lên choán chiếm tâm trí, như những gì cô ấy có thể làm là kiên nhẫn và âm thầm cầu nguyện, mình mong là vậy. Đã nửa canh giờ trôi qua, bầu trời đêm đã quang đãng như chưa từng xảy ra trận mưa rào ban nãy, mỗi giây phút trôi qua trong lặng thinh đều khiến tâm trạng của Đốc gâu xeo thêm bí bách. Đốc gâu xeo ngồi co gối suy nghĩ mông lung thế nào lại nhớ tới Ryu mình không thể tin được là mọi chuyện mới xảy ra ngày hôm qua, cả hai chỉ vô tình gặp nhau tại một khách điếm và cùng nhau uống rượu. Vậy mà bây giờ mình lại có cảm giác như đã quen biết với anh ta hơn một năm rồi. Có lẽ gặp được anh ta không phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, vậy thì chắc có lẽ là định mệnh nhỉ, trong đầu Doc Go không biết từ lúc nào đã in sâu những hình ảnh của Ryu Hai chữ định mệnh cứ văng vẳng trong lòng cô ấy khi nhìn về phía con đường mà Ryu đã đi trước, khiến cô ấy cồn cào nhớ nhung và lo lắng cùng lúc. Đốc Gâu sao tiếp tục ngồi một mình trên con đường gỗ thô sơ sập sệ, ánh mắt không thể rời khỏi con đường phía trước kia, tự hỏi vận mệnh trong tương lai giữa hai người sẽ tiếp diễn như thế nào. Đột nhiên Đốc Gâu Xeo nghe thấy có tiếng bước chân xen lẫn tiếng cót két của con đường ở phía sau, cô ấy vội vàng quay đầu lại với ánh mắt đầy mong đợi. Một bóng người to lớn quen thuộc đang đi như bay trên con đường gỗ ọp ẹp, Đốc Gâu chỉ vừa nhìn cái bóng đã nhận ra ngay người đó là ai. Cô ấy vui mừng khôn xiết hét gọi, chú, John Hu cười toe toét đáp lại ngay lập tức, tiểu thư. Doc Go không giấu được sự vui mừng khi lại được trách mắng John Hu, không phải ta đã bảo ông gọi ta là đội trưởng rồi sao, John Hu bật cười trêu chọc cô ấy, ha ha ha, cô đã gọi sai trước mà. Khi Doc Go ngó về phía sau không thấy ai nữa, cô ấy lo lắng hỏi ngay, nhưng mà sao có mỗi mình ông vậy, mọi người đâu hết rồi. John Hu vừa thở hồn hển vừa chấn an Doc Go đừng lo, họ sẽ sớm tới đây thôi. Ông ấy quả quyết khẳng định với Doc Go chỉ là ta đã chạy trước để bắt kịp cô ấy mà. Đốc gâu xeo không thôi lo lắng sốt sáng hỏi thêm, cha của tôi vẫn ổn chứ, tất cả mọi người đều ổn chứ. Bỗng dưng John Hu trở nên trầm mặc khi nghe thấy hai chữ tất cả, trong mắt ông ấy đượm buồn khác hẳn mọi ngày. Sau một lúc đam chiêu, John Hu nói với giọng thương tâm, bang chủ vẫn ổn nên đừng lo, theo như ta biết thì thủ lĩnh Neung và chiến binh Han đều bình an. Nhưng trong trận chiến và trong lúc rút lui, rất nhiều chiến binh đã phải hy sinh, John hu ngập ngừng nói như thể sợ rằng Doggo seo sẽ bị sốc John hu nghĩ lại lúc chiến đấu tay đôi với Jim Iong mà cũng giận người toát mồ hôi lạnh ta cũng đã chiến đấu với một đối thủ khó nhằn và suýt chết đấy Doggo seo tò mò nghiêng đầu ai là đối thủ của ông vậy John hu chép miệng đáp ta không biết tên hắn chỉ biết hắn là đội trưởng của hắc lang đội Doggo seo sừng sốt mở tròn mắt hắn ta mạnh tới mức ông phải chật vật đối phó luôn sao John hu ngồi bệt xuống với vẻ mặt nghiêm túc khi chưa chiến đấu thì ta không nghĩ mình sẽ thua. Nhưng khi vào trận rồi ta mới nhận ra hắn ta mạnh cỡ nào. John Hu vào đầu chép miệng than thở. Nếu các sư cô từ phái Nga Mi không đến kịp thì ta chắc là mình đã thăng thiên luôn rồi. John Hu cũng phải công nhận. Ngoài thiên quỷ đao quân gia thì thánh giáo thiên quỷ còn có rất nhiều cao thủ ngoài sức tưởng tượng của võ lâm minh. Đốc Gâu Seo tiếp tục hỏi thăm tình hình. Các sư cô phái Nga Mi vẫn đang bọc hậu sao? John Hu gật đầu đáp. Phải, với sư cô Bohion là tâm trận họ đã triển khai nhị long phục hổ trận, mỗi trận 48 người để ngăn cản quân địch. Ta đã không nhìn rõ được vì trời tối và mưa lớn, nhưng mà nhị long phục hổ trận đã tạo ra hai bức tường rắn chắc như kim loại mà bọn tà giáo không thể tới gần, thực sự rất đáng ngạc nhiên. Đốc gâu Xeo, gật gù suy luận, có khoảng 200 sư cô phái Nga Mi, họ đủ sức để tạo ra được bốn trận pháp như thế. John Hu tiếp tục kể lại tình hình, những đệ tử còn lại, ngoại trừ 100 người cùng sư cô Bohion triển khai thế trận ra thì đều đã rút lui cả rồi. Doggo seo nghe vậy liền cảm thấy bất an thế còn sư cô bohion và một trăm người kia thế nào rồi john hu trầm giọng đáp họ nói họ sẽ cắt đuôi quân truy đuổi và hợp lại với bọn ta ngay sau đó nhưng khả năng cao là họ đã thất bại mà không họ vẫn sẽ không chạy đi dù có cơ hội john hu thở dài xót xa và tiếc nuối sư cô bohion không phải là người sẽ rút lui khi kẻ địch vẫn còn đó bà ấy chỉ lệnh cho các đệ tử còn lại rút lui vì bất đắc dĩ mà thôi nghe vậy Doggo Cell cũng cảm thấy hối hận vì hành động bỏ chạy của mình. Lẽ ra chúng ta nên chiến đấu cùng các sư cô phái Nga Mi. John Hu ngẩng lên nhìn trời với ánh mắt cay đắng và bị tận diệt cùng nhau cũng không phải là chuyện tồi tệ nhỉ. chí ít thì chúng ta cũng cảm thấy thanh thản trong lòng. John Hu trầm mặc nói ra suy nghĩ của ông ấy nhưng đồng thời cũng là suy nghĩ của nhiều anh hùng hào kiệt trong võ lâm. Doggo Cell lại rơi vào trầm tư sâu sắc, vừa tự trách vì hành động rút lui của mình thật hèn nhát, nhưng cũng không thể phủ nhận sự thật rằng chỉ khi còn mạng thì mới còn có cơ hội để đấu tranh sau một lúc mặc niệm cho các sư cô phái nga mi doggo seo cố gắng vớt lại chút hy vọng ít ỏi ông có chắc là họ đã bị tiêu diệt không trong mắt cô ấy lóe lên một tia mong đợi dù ta giáo có mạnh cỡ nào thì chúng ta cũng có lực lượng tinh nhuệ cơ mà john hu thẳng thắn nói ra suy nghĩ của mình có lẽ vì chúng ta đã nghĩ có thể giải quyết tà giáo với sức mạnh đó nên vô tình chúng ta đã trở nên tự mãn và kiêu ngạo Tà giáo đã nắm rõ trong lòng bàn tay những gì chúng ta định làm, mặt khác, chúng ta lại không chuẩn bị đầy đủ tâm thế cho cuộc chiến này. Sau đó, John Hu sốc lại tinh thần hướng đến tương lai và bảo đốc Go Sell. ta nghĩ rằng việc bang chủ đã quyết định rút lui sau khi nghe lời khuyên của John Ryu ông là một quyết định đúng đắn. Ngài ấy có lẽ sẽ nhận chỉ trích từ những kẻ cho rằng mình có thể làm tốt hơn, nhưng quan trọng hơn cả là quyết định đó đã cứu sống rất nhiều người. John Hu cũng thể hiện sự thán phục về Ryu Yong, Nghĩ đến việc cậu ta có thể thuyết phục được bang chủ đưa ra quyết định đó, cậu ta thực sự ngày càng thể hiện rõ tài năng của mình. Nhắc đến Ryu lại khiến Doc Go cảm thấy khó xử. Cô ấy biết lời khuyên của anh ta đã cứu rất nhiều mạng người, nhưng vẫn cảm thấy hối hận vì hành động hèn nhát của bản thân. Ryu ngước nhìn về phía con đường phía trước, trong lòng không ngừng chăn trở liệu điều gì mới là quan trọng hơn trong thế giới võ lâm này. Bỗng John Hu vui mừng hét lên khiến Doc Go giật mình, bang chủ đang tới. Đốc gâu xeo vội vàng đứng bật dậy ngóng về hướng con đường phía sau, cuối cùng cô ấy cũng nhìn thấy Mai Ông đang chạy tới cùng Unbi và Chiêu Quang. Thấy cả ba người đều khỏe mạnh không chút thương tích, đốc gâu xeo mới có thể thở phào nhẹ nhõm trong lòng, a, à, may quá, họ đều bình an. Trong khi đó, chiến trường kênh Hoàng Long đã nồng nặc mùi máu tanh, không gian trở lại tĩnh lặng nhưng không còn được bình yên như trước nữa. Những thi thể ngổn ngang địch ta nằm chồng chất lên nhau, một bầu không khí u ám bao phủ khắp con kênh một trong hai lão già song sinh đã bị Mai Ông giết ở bên này. Trong khi lão già còn lại cũng đã không thoát khỏi cái chết khi đối đầu với phái Nga Mi. Toàn bộ một 100 người phái Nga Mi và Sư Cô bohion cũng đã nằm xuống trên chiến trường. Nhưng cái chết của Sư Cô bohion không hề vô ích khi bà ấy đã kéo theo cả tên Sin Rang chết chung. Trong khi những thuộc hạ còn sống của Thánh giáo Thiên Quỷ đang kiểm tra lại quân số và đếm người chết của phe võ Lâm Minh, thì Un Hâu lặng lẽ bước đến gần thi thể tên Sin Rang. Hắn trầm mặc nhìn xuống thi thể tên Sin Rang, nhưng tất nhiên không phải là thương cảm cho cái chết đó. Trong mắt Un Hâu bùng lên lửa giận vì thất vọng về kết quả của cuộc chiến, tổn thất bên phe ta nhiều hơn ta nghĩ. Gương mặt của Un Hâu trở nên xám xịt khi hỏi một tên thuộc hạ, đội 2 gần như tuyệt diệt phải không? Tên thuộc hạ thành thật báo cáo, đội 2 vẫn còn được gần 30 người trụ lại ạ. À. Un Hâu không hài lòng với lời báo cáo, lập tức phản nàn. Ý ngươi hẳn là, chỉ có 30 thôi, đúng chứ? Dù chỉ là sự khác biệt nhỏ trong ngôn từ nhưng cách ngươi nói có thể gây hiểu lầm đấy. Trừ khi ngươi muốn người ta nghĩ rằng ta cố tình để đội hai đâm đầu vào tử cục, khóe miệng Un Hâu khẽ nhếch lên một nụ cười thâm sâu. Hắn không phải cố tình bắt bẻ tên thuộc hạ, mà chỉ đơn giản là phải cẩn thận trong từng chi tiết để thu phục được nhân tâm. Tên thuộc hạ vội vàng biện minh, không có chuyện đó đâu ạ, à, tổn thất của phe địch còn thảm hại hơn chúng ta nhiều. Sư cô Bohion và 100 viện quân phái Nga Mi cùng với hơn 300 người từ liên minh của bang độc cô, đã chết trong tay chúng ta. Tên thuộc hạ ra sức ca ngợi công lao của Un Hâu hơn nữa, sức mạnh của kẻ địch có phần mạnh mẽ hơn dự đoán. Dù vậy chúng ta vẫn có được chiến thắng như này, đều là nhờ công của ngài đấy, thưa thủ lĩnh. Un Hâu bật cười khoái trá, ha ha, ta tự hỏi liệu có phải thật như vậy không đấy. Un Hâu ngửa mặt lên trời than thở, các trưởng lão thường phán xét khả năng của ta hết lần này đến lần khác. Ta chắc là lần này họ cũng sẽ liên tục bàn luận về những gì đã diễn ra, rằng đội 2 được dẫn đầu bởi thiên quỷ đao quân gần như bị tuyệt diệt, họ sẽ nghĩ rằng ta có động cơ nào đó ánh mắt un -hâu bỗng chốc trở nên hằn học chắc chắn họ sẽ vui vẻ khi thấy ta thất bại sau tất cả khoảng thời gian vừa qua sau đó un hầu buộc phải thừa nhận rằng vẫn có một khía cạnh của trận chiến này mà anh ta đơn giản là không thể làm sáng tỏ ánh mắt un hầu trở nên sắc bén khi suy đoán chỉ huy viện quân cho nhánh tứ xuyên của liên minh võ lâm là mai ông nhưng đây không giống chiến thuật của lão ta ta không biết liệu có quân sư nào bên cạnh lão ta nữa không tên thuộc hạ lập tức nảy ra đề nghị có một người từ bang độc cô đã bị bắt sống. Ta có nên thẩm vấn hắn không ạ? À? Un nheo mắt nham hiểm ra lệnh cho tên thuộc hạ, mang hắn ta đến đây. Trong khi chờ đợi tù binh được giải tới, Un Hâu không thể ngăn cảm giác phấn khích vì tò mò. Danh tính của kẻ có đủ trí tuệ để đối phó với các kế hoạch của hắn ta cuối cùng cũng sắp lộ ra. Người còn sống sót của bang độc cô được đưa tới rất nhanh sau đó. Un Hâu không chút do dự vào thẳng vấn đề hỏi tù binh có một quân sư đã gia nhập viện binh của Liên minh Võ Lâm phải không? để moi được thông tin nhanh chóng un hâu không ngần ngại đưa ra điều kiện hấp dẫn nếu ngươi thành thật ta sẽ tha cho ngươi một mạng tuy nhiên võ sĩ của bang độc cô lại thẳng thừng từ chối tiết lộ thông tin ta không biết trong mắt un hầu lóe lên một tia sáng đe dọa nhìn chằm chằm vào võ sĩ kia và dò đoán suy nghĩ của anh ta như thể hắn đã phát hiện ra kẽ hở nào đó trong câu trả lời ấy võ sĩ sợ rằng câu trả lời của mình không đủ chắc chắn để che giấu sự thật nên vội vàng lắc đầu sửa lại ý ý ta là Ta chưa bao giờ thấy người nào là quân sư như người nói cả. Un Hâu miệng cười khoái trá. Vậy nghĩa là thực sự có một kẻ mới gia nhập rồi nhỉ? Khoảnh khắc đó, võ sĩ kia hoàn toàn chết lặng. Không ngờ câu trả lời cụ thể của mình lại khiến cho đối phương phát hiện ra sơ hở. Un Hâu tiếp tục chất vấn với tâm trạng hứng khởi. Đó là ai? Võ sĩ của bang độc cô hoảng hốt gào lên. Ta đã nói rồi. Không có quân sư nào cả. Dù có đi nữa thì ta cũng không biết. Un Hâu tặc lưỡi mỉa mai ta đã cho ngươi cơ hội rồi mà còn không biết tận dụng sao. Võ sĩ kia lập tức cúi đầu như thể cam chịu cái chết nhưng sẽ kiên quyết không bán đứng Ryu ông. Tuy võ sĩ kia không chịu nói thêm gì nhưng Un Hâu đã đủ hài lòng với thông tin hắn nắm được, thẩm vấn kết thúc, đưa hắn đi. Tên thuộc hạ nghi hoặc hỏi Un Hâu, hắn ta hình như đang che giấu điều gì đó, sao chúng ta không tra tấn để ép hắn nói giả. Un Hâu ung dung bước đi và bảo, chúng ta không cần làm vậy, hắn ta sẽ không nói thêm điều gì đâu trong lồng ngực un hâu lại sục sôi cảm giác khát khao tranh đấu mạnh mẽ hơn nữa nụ cười trên miệng hắn kéo lên càng sâu hơn ta rất tò mò tên quân sư đó là ai đấy võ sĩ kia không khỏi kinh hãi trong lòng khi đối mặt trực tiếp với sự quỷ quyệt của un hâu hắn ta đoán được điều đó chỉ thông qua phản ứng của mình sao thiên quỷ đao quân bích un hâu hắn ta thực sự quá đáng sợ un hâu vừa thong thả đi dạo quanh chiến trường vừa ngẫm nghĩ một quân sư liệu hắn có phải là kẻ đã phá dối kế hoạch của mình mấy lần trước không nhỉ sau chuỗi lại tất cả những sự cố vừa qua un -hâu gần như dám chắc rằng quân sư đó chính là kẻ gây ra toàn bộ những phiền phức này un -hâu hừ lạnh một tiếng với ánh mắt sắc lạnh nhìn xuống các thi thể thuộc hạ của hắn tất cả những gì ngươi làm khiến ta thấy khó chịu dần rồi đấy